Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 6. Vương tử, Tần Lâm chau mày lại, cái tên này sao lại nghe có chút quen vậy nhỉ? Nhớ lại một chút, hình như Mạnh Văn Cương đã từng nói tới rồi. Tần Lâm lại nghĩ lại một lúc, hình như là một ngôi sao lớn có tình ý với Tô Văn Kỳ. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Vương Nhất Thủy đây lại là bố của Vương Tử. Tần Lâm cũng không nói gì. Thứ nhất, anh ta và Tô Văn Kỳ vốn dĩ không có quan hệ gì, chỉ là tai tiếng mà thôi. Thứ hai, Vương Tử chỉ uy hiếp anh ngoài miệng, thậm chí còn chưa từng trực tiếp uy hiếp anh, cho nên cũng không thể nói là kẻ thù gì. Thứ ba, mấy người bình thường như vậy, Tần Lâm căn bản chẳng thèm để ý. Đừng nói là Vương Tử, cho dù là bố anh ta Vương Nhất Thủy, bây giờ chẳng phải cũng cung kính với Tần Lâm hay sao? Ngôi sao lớn lại đến rồi, Vương Nhất Thủy làm việc rất nhanh, trước mặt Tần Lâm, gọi vài cuộc điện thoại, ngày mai là có thể lấy tên của Tần Lâm đi đăng ký một quỹ từ thiện rồi, bước đầu chuẩn bị đầu tư xây dựng vài ngôi trường tiểu học. Thực hiện cụ thể như thế nào, Tần Lâm không phải lo. Vương Nhất Thủy đề lại phương thức liên lạc cho Tần Lâm, xong mới bịn dịn nói lời cáo từ. Người cũng đi rồi, Khổng Phàm Lâm cười ha ha tiến lại gần. Tần Đại Sư, Thiêu Sơn Hỏa và Thấu Thiên Lương vừa rồi. Hi hi, Khổng Phàm Lâm sở dĩ làm người học việc cho Tần Lâm chẳng qua là bởi vì muốn học y thuật, ông ta tất nhiên rất muốn học hai phương pháp châm cứu vừa rồi, người thực dụng như ông ta tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Diệp Vãn Nhi cũng lại gần. Anh Tiểu Lâm, em cũng muốn học. Tần Lâm cười bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu giảng bài. Đến buổi tối, y quán đóng cửa, Khổng Phàm Lâm TH lại trực ban, phòng khi có bệnh nhân đến khám vào. Ngôi sao lớn lại đến rồi buổi tối. Tần Lâm về nhà, vừa vào trong nhà, dì Phùng đã dùng một ánh mắt khác thường nhìn Tần Lâm rồi nói. Thiếu gia, ngôi sao lớn lần trước, lại đến rồi. Lần trước, Tô Văn Kỳ say ngã trước cửa nhà Tần Lâm, lúc đó dì Phùng không nhận ra là ai, sau khi Tô Văn Kỳ tỉnh lại, dì Phùng mới nhận ra đó là một ngôi sao lớn. Nếu như là thiếu gia nhà họ Tần năm đó có một cô bạn gái là ngôi sao lớn thì có thể coi là bình thường, nhưng bây giờ nhà họ Tần đã xuống dốc, thậm chí ai cũng khinh thường, vậy mà thiếu gia lại có thể tìm được cô bạn gái giỏi như vậy. Không hổ danh là thiếu gia có khác, Tần Lâm ngây ra một lúc, Tô Văn Kỳ lại uống say rồi sao? Sau khi vào căn phòng, nhìn thấy Tô Văn Kỳ nằm trên giường của anh, nhắm mắt ngủ say. Tần Lâm bất đắc dĩ, cảm chút thuốc giải rượu, bôi lên mặt cô ấy. Này này này, anh làm gì thế? Vừa bôi thuốc tới trán Tô Văn Kỳ đã tỉnh lại, vô cùng tỉnh táo không hề có chút dáng vẻ của người say rượu. Ngôi sao lớn lại đến rồi tôi không uống rượu. Tần Lâm có chút tò mò, cô không uống rượu mà sao lại tới nhà tôi vậy? Tô Văn Kỳ có chút bực, bóp eo rồi nói với dáng vẻ bực tức. Này, tôi đến thăm anh đó, anh nghĩ tôi là cái gì hả, còn sâu rượu sao? Tần Lâm cười cười, nhìn dáng vẻ bây giờ của Tô Văn Kỳ lại rất đáng yêu. Cô đến nhà người ta làm khách là lên giường của người ta ngủ luôn sao? Gò má Tô Văn Kỳ ửng hồng, vừa đeo tất vừa nói. Lần trước ngủ ở chỗ anh tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi rất ít khi có thể ngủ say như vậy. Nói rồi Tô Văn Kỳ còn vươn vai, hiện ra đường cong lung linh. Đúng rồi, lần trước sau khi cô đi, không có ai đến làm phiền cô chứ? Dù sao thì cũng là người đàn ông từng lên hot search, hơn nữa Vương Tử hình như có chút ý đồ, cho nên Tô Văn Kỳ không tránh khỏi việc có chút lo lắng. Không có. Thời gian lên hot search của Tần Lâm rất ngắn, chớp mắt đã biến mất rồi, sau này Tô Văn Kỳ còn phải khen ngợi năng suất làm việc của chị Điền. Nhưng cô ấy không hề biết hot search chìm nhanh như vậy là bởi vì mệnh lệnh của lãnh đạo Tôn. Vậy thì tốt, đi thôi, hôm nay tôi mời anh ăn cơm, chúng ta ăn gì đó đi. Tần Lâm bất đắc dĩ, người phụ nữ này, sao cứ thích nửa đêm đến nhà người ta ăn uống vậy? Hôm nay tôi bận cả ngày, Tần Lâm còn chưa nói hết, Tô Văn Kỳ đã kéo cánh tay anh, không được từ chối. Đi thôi đi thôi đi thôi, Tần Lâm không còn gì để nói, con gái cũng ngoài 20 rồi, sao lại như trẻ con vậy? Được rồi, đi đi đi. Đêm hôm khuya khoắt, hai người lại ra ngoài. Nhưng lần này Tô Văn Kỳ có chuẩn bị trước, có một chiếc xe Magotan đỗ trước cửa. Hai người cùng lên xe, đi về hướng trung tâm thành phố. Ăn gì, Tô Văn Kỳ thực sự rất thích ăn sao anh lại ở đây? Uống, không hổ danh là thiên hậu xuất thân từ Livestream ăn uống, mặc dù không làm Livestream ăn uống nữa nhưng trong cuộc sống vẫn là một dạ dày vương. Tần Lâm ăn gì cũng được nên nghe theo lời cô ấy. Tô Văn Kỳ dẫn Tần Lâm tới một quán ăn tổng hợp, đây là một quán ăn nhỏ, vô cùng bí ẩn.
Theo lời của Tô Văn Kỳ, quán ăn tổng hợp mới thực sự là ông vua trong những quán ăn. Có thể ăn hết tất cả các nền ẩm thực lớn của mỗi vùng miền trên một bàn ăn mới là một loại hưởng thụ. Sau khi Tô Văn Kỳ bước vào quán ăn, liền bỏ kính đen và mũ xuống. Phục vụ bước đến đón tiếp. Chị Tô đến rồi, xem ra Tô Văn Kỳ thường xuyên đến đây ăn cơm, phục vụ đều nhận ra cô ấy, hơn nữa gặp được ngôi sao lớn cũng không có ai đến xin chữ ký, xin chụp hình các kiểu, giống như chuyện thường ngày vậy. Tô Văn Kỳ nói, quán ăn này rất nổi tiếng, rất nhiều ngôi sao trong giới giải trí đều đến đây ăn cơm. Hai người Tô Văn Kỳ và Tần Lâm chọn ăn TH tầng cao nhất, cạnh cửa sổ, có thể nhìn toàn cảnh Đông Hải về đêm. Sao anh lại ở đây? Tô Văn Kỳ cũng không gọi món, nhưng phục vụ lại nhanh chóng bày biện đầy bàn thức ăn, giống như hiểu rất rõ thói quen ăn uống của Tô Văn Kỳ vậy. Ăn thôi, hai người giống như hai người bạn già rất quen thuộc với nhau, cũng không khách sáo nhiều. Tô Văn Kỳ chỉ cảm thấy được ở cùng Tần Lâm vô cùng thoải mái. Tần Lâm cũng cảm thấy cô gái này rất tốt, hai người đều có thiện cảm với nhau. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền tới. Văn Kỳ, người này là người bạn trai tin đồn của em sao? Tô Văn Kỳ chau mày, quay đầu lại, vẻ mặt đột nhiên biến sắc. Vương Tử, sao anh lại ở đây? Vương Tử cười nhạt, bước tới, ngồi cạnh Tô Văn Kỳ không hề khách khí rồi nói. Trùng hợp thật, tôi cũng đến đây ăn cơm. Tô Văn Kỳ không tin anh ta cũng đến đây ăn cơm. Vương Tử không chỉ có lượng fan lớn mà gia cảnh cũng không phải hạng tầm thường. Từ nhỏ đã là con nhà giàu, quán cơm nhà anh ta mở không biết bao nhiêu, sao lại đến đây ăn cơm chứ? Chắc chắn là biết đêm nay cô ấy đến nên mới cố ý tới đây. Vương Tử ngồi cạnh Tô Văn Kỳ, giống như chủ nhân vậy, trên mặt nở một nụ cười giả tạo nhìn Tần Lâm rồi nói. Người anh em này nên xưng hô thế nào đây? Vương Tử không giới thiệu bản thân mình, anh ta tin rằng Tần Lâm chắc chắn biết đến mình. Tần Lâm, Vương Tử lại cười nhạt, không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của Tần Lâm. Tôi nghe nói, anh và Văn Kỳ đang có xì căng đan. Thay tôi chăm sóc cho Văn Kỳ, vất vả cho anh rồi. Lời nói của Vương Tử vô cùng mờ ám, giống như anh ta với Tô Văn Kỳ mới là một cặp, còn Tần Lâm chỉ là một người nhân viên. Tô Văn Kỳ chau mày, vẻ mặt đột nhiên lộ ra chút không vui. Vương Tử, anh đừng tự tỏ vẻ thân thiết như vậy, tôi với anh đâu có quan hệ gì chứ. Anh đừng ngồi đây nữa. Tô Văn Kỳ không hề nể mặt anh ta, vốn dĩ công ty giải trí tạo cho Tô Văn Kỳ hình tượng tổng tài bá đạo, đối với kiểu ruồi nhặng như Vương Tử, cô ấy càng không cả nể. Vẻ mặt Vương Tử có chút cứng đờ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Văn Kỳ, tôi cũng chỉ có ý tốt thôi, sao em phải như vậy chứ? Em sắp có buổi hòa nhạc TH Đông Hải phải không? Nhưng tôi nghe nói thủ tục cho buổi hòa nhạc của em vẫn chưa phê duyệt, đúng lúc hôm nay tôi có mời lãnh đạo Tôn ăn cơm, hay là em đi cùng đi hai Vương Tử không vì thái độ lạnh nhạt của Tô Văn Kỳ mà tức giận. Anh ta đã điều tra rõ hết rồi, địa điểm buổi diễn của Tô Văn Kỳ chưa được duyệt, bởi vì Tô Văn Kỳ không phải là ca sĩ ở vùng này, cho nên sân lãnh đạo Tôn vận động cho buổi hòa nhạc sẽ ưu tiên cho ca sĩ bản địa. Dù Tô Văn Kỳ là ngôi sao lớn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh ta biết rõ Tô Văn Kỳ có vấn đề cần giải quyết cho nên mới đến lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp. Nghe vậy, Tô Văn Kỳ chau mày hừ lạnh một tiếng. Chuyện của tôi, anh điều tra rõ thật đấy. Không cần nói, cô ấy biết chắc chắn bên cạnh mình có nội ứng của Vương Tử, nên mấy tin này anh ta mới biết nhanh như vậy. Đúng là buổi hòa nhạc gần đây của Tô Văn Kỳ gặp chút rắc rối, cô ấy vẫn luôn muốn tìm lãnh đạo Tôn ở Đông Hải để bàn bạc. Nhưng không biết lãnh đạo Tôn làm gì mà đến cơ hội gặp mặt cũng không có. Vương Tử là người Đông Hải, bố anh ta là nhà từ thiện nổi tiếng, thế nên cũng có chút tiếng nói với bên lãnh đạo Tôn. Tô Văn Kỳ im lặng một chút, giống như đang do dự. Vương Tử thấy vậy liền cười tủm tỉm, biết là đã nắm được điểm yếu của Tô Văn Kỳ. Tô Văn Kỳ dù gì cũng là thiên hậu, ngoài việc bản thân cô ấy kiếm tiền, cấp dưới của cô còn rất nhiều người phải ăn cơm, một khi buổi hòa nhạc không được chu đáo. Cấp dưới của cô chắc sẽ không được nhận lương vài tháng, Tô Văn Kỳ mềm lòng, chắc chắn sẽ đồng ý. Nghe đến đây, Tần Lâm hỏi, sao thế, buổi hòa nhạc gặp rắc rối sao? Tô Văn Kỳ gật đầu, vốn dĩ nửa đêm cô ấy tìm Tần Lâm cùng đi ăn cơm là vì muốn thả lỏng bản thân, cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi, tên Vương Tử này xuất hiện lại làm lòng cô ấy càng buồn phiền thêm. Đúng là phiền phức, Vương Tử hỏi, sao thế, Văn Kỳ, em suy nghĩ như thế nào rồi? Tôi hẹn lãnh đạo Tôn 8 giờ tối nay, ở phòng trên lầu, em còn 20 phút nữa để suy nghĩ,
TH đây tiếp tục ăn cơm với anh ta hay là lên uống vài chén với tôi? Nghe giọng nói khôi hài của Vương Tử, Tô Văn Kỳ chau mày, anh đang uy hiếp tôi sao? Anh nghĩ tôi chỉ vì buổi hòa nhạc mà đi uống rượu cùng anh sao? Anh nghĩ tôi là loại người gì? Cút đi, Tần Lâm nghe vậy liền nói. Chẳng phải chỉ là một buổi hòa nhạc thôi sao, có gì to tát chứ, để tôi giải quyết giúp cô. Tần Lâm nói xong, Vương Tử đột nhiên cười chế nhạo. Anh giúp cô ấy giải quyết, chém gió vừa thôi, tháng này là tháng giới giải trí sôi nổi nhất, cho nên các ngôi sao hạng 1 hạng 2 đang tranh giành kịch liệt, anh nghĩ anh là ai? Nếu không phải bố tôi là nhà từ thiện có đóng góp lớn ở Đông Hải, tôi cũng chẳng gặp được lãnh đạo Tôn. Tần Lâm cười lạnh, gặp lãnh đạo Tôn thôi mà, có gì to tát chứ? Vương Tử sững sờ, sau đó liền cười chế nhạo. Tôi với anh thực sự không phải người cùng một thế giới, tôi không đú nổi cái trình nói phét của anh tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một người bình thường, nếu không phải là Văn Kỳ thì ngay cả nhà hàng này anh cũng không vào được đâu. Anh vẫn còn ngông cuồng ở đây sao? Nếu không phải nể mặt Văn Kỳ, tôi đã sớm kêu bảo vệ tống cổ anh ra ngoài rồi. Anh có thân phận gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng trai bao ăn bám, ra vẻ cái gì chứ? Nghe thấy Vương Tử nói ngày càng quá đáng, Tô Văn Kỳ đập bàn. Anh có thôi ngay không? Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy. Tôi có thân phận gì? Tôi nói cho anh biết, cho dù là bố anh, khi gặp tôi cũng phải lễ phép. Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức phẫn nộ. Láo toét, anh dám nói bố tôi. Anh biết bố tôi là bố anh cũng phải lễ phép với tôi ai không? Là người mà thằng nhà quê như anh có thể so sánh được sao? Vương Tử đã điều tra tất tần tật thông tin của Tần Lâm, anh là đại thiếu gia của một gia tộc suy vong, bây giờ làm bác sĩ. Bị tất cả gia tộc lớn TH Đông Hải bài trừ, với hoàn cảnh bây giờ của anh thậm chí còn không bằng một người dân thường. Người như thế này mà cũng muốn kết thân với nhân vật có địa vị cao sao? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Tô Văn Kỳ nghiêm mặt, đứng dậy. Vương Tử, anh thôi đi. Tôi không cần anh giúp nữa, mời anh rời đi ngay bây giờ. Vương Tử hừ lạnh lùng một tiếng, Văn Kỳ, có thể tôi cũng chỉ có mỗi cơ hội lần này để hẹn gặp mặt lãnh đạo Tôn thôi, nếu em bỏ lỡ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Dù sao cũng đã không nể mặt nhau, Vương Tử liền thẳng thừng đe dọa, bắt cô phải nghe theo. Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy, muốn gặp lãnh đạo Tôn sao, để tôi sắp xếp. Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức cười chế giễu, anh sắp xếp sao? Bố anh cũng phải lễ phép với tôi, anh đang diễn hề đấy à, đến bố tôi cũng phải tốn nhiều công sức mới mời được lãnh đạo Tôn, anh tưởng mình là ai chứ? Nếu anh có thể hẹn gặp ông ấy, tôi gọi anh là bố luôn. Tần Lâm chẳng thèm nhiều lời với anh ta, trực tiếp rút điện thoại ra bấm số gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tiểu sư huynh, tôi là Tôn Kiến Dân đây. Bây giờ sư đệ có rảnh không? Tôi mời sư đệ ăn cơm. Tôn Kiến Dân sững sờ một lúc, có. Sư huynh đang ở đâu để tôi đến? Tần Lâm chủ động mời ông ấy ăn cơm, cho dù là có chuyện quan trọng cũng phải hoãn lại. Hơn nữa bây giờ Tôn Kiến Dân cũng không có chuyện gì, việc không quan trọng như ăn cơm với Vương Tử hoàn toàn có thể hoãn lại. Sau khi nói vị trí xong, Tần Lâm liền tắt máy rồi tùy ý nói. Chúng ta đi ăn trước đi, lát nữa Tôn Kiến Dân đến. Vương Tử phá lên cười. Anh muốn giả vỡ thì làm cho giống chút được không? Còn lát nữa đến sao? Anh tưởng mình là ai, bố anh cũng phải lễ phép với tôi chứ? Một cuộc điện thoại là có thể bảo lãnh đạo Tôn đến ăn cơm với anh sao? Bố tôi cũng chẳng có diễm phúc đấy, anh có sao? Tần Lâm cười khẩy, có hay không, lát nữa anh sẽ biết. Vương Tử ra vẻ cợt nhả, anh hài hước thật đấy, tôi không thể ngồi đây với anh được, tôi còn phải đi tiếp đón lãnh đạo Tôn. Văn Kỳ, em vẫn còn vài phút để suy nghĩ kỹ rồi thì nói với tôi một tiếng. Nói xong. Vương Tử cười khẩy một tiếng rồi xuống dưới tầng. Nhanh chóng có một con xe Hồng Kỳ đỗ trước cửa nhà hàng. Tôn Kiến Dân dẫn theo thư ký đi vào trong. Vương Tử thấy thế liền tiến lên tiếp đón. Chú Tôn, đã lâu không gặp, chú đến nhanh thật đấy. Mặc dù Tôn Kiến Dân không nhiều tuổi lắm, nhưng ngày thường xưng hô anh em thân thiết với Vương Nhất Thủy, bố của anh ta đương nhiên phải gọi là chú, hơn nữa gọi vậy cũng thể hiện sự gần gũi, không xa lạ. Tôn Kiến Dân nhìn thấy Vương Tử liền ngớ người, lúc này ông ấy mới nhớ ra hôm nay có hẹn anh ta ăn cơm. Ông ấy nhíu mày rồi nói, Tiểu Vương, hôm nay chú không có thời gian ăn cơm với cháu, chú hẹn người khác rồi, chúng ta để hôm khác nhé. Vương Tử sững sờ, sao lại hẹn người khác chứ? Hẹn người khác, sao lại đến nhà hàng Dung Hợp? Chú Tôn,
chú đang đùa với cháu phải không? Tôn Kiến Dân nhíu mày, chú đùa với cháu làm gì? Chú có chuyện quan trọng, hôm nay không thể ăn cơm với cháu được, để hôm khác hẹn cả bố cháu nữa. Nói xong, Tôn Kiến Dân lướt qua người anh ta, lao lên trên tầng. Vương Tử đột nhiên có dự cảm không lành, lo lắng đuổi theo. Chỉ nhìn thấy Tôn Kiến Dân lên tầng cao nhất, khi nhìn thấy vị trí của Tần Lâm, ông ấy liền rảo bước nhanh qua đó. Cậu Tần, quan hệ sư huynh sư đệ của hai người đương nhiên không thể để lộ trước mặt người khác được. Tần Lâm cũng không đứng dậy, trực tiếp nhường tôi cũng không có đứa con như anh chỗ cho Tôn Kiến Dân. Ngồi đi, Tô Văn Kỳ sững sờ, bất luận là về cách ăn mặc hay khí chất nhìn phát biết ngay Tôn Kiến Dân này không phải người bình thường, lẽ nào ông ấy thực sự là lãnh đạo Tôn sao? Nhưng nhìn thái độ bình thản của Tần Lâm, cô ấy lại không dám tin, nếu như lãnh đạo Tôn thực sự đến, ít nhất cũng phải đứng dậy tiếp đón chứ. Đây là bạn của tôi, Tô Văn Kỳ. Tôn Kiến Dân hơi sững sờ, ông ấy đương nhiên cũng quen biết Tô Văn Kỳ, chỉ là không ngờ người con gái này lại là một cặp với tiểu sư huynh. Chào em dâu, tôi là Tôn Kiến Dân. Tô Văn Kỳ há hốc mồm, thực sự là lãnh đạo Tôn. Cô ấy lập tức đứng dậy, bắt tay một cách khách khí, lễ độ. Lúc hai người bắt tay nhau, Vương Tử ở dưới tầng cũng lên theo, nhìn thấy Tôn Kiến Dân ngồi chỗ Tần Lâm, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Chú Tôn, chú nói chuyện quan trọng là cùng bọn họ sao? Tôn Kiến Dân nhíu mày, có chút không vui. Thằng nhóc này, chú đã nói để hôm khác ăn tôi cũng không có đứa con như anh cùng cháu rồi mà. Hôm nay chú cùng cậu Tần và em dâu có chuyện cần bàn, cháu cứ tự nhiên đi. Mặt Vương Tử lập tức nghệt như mất sổ gạo. Cậu Tần, em dâu, Vương Tử bô bô cái mồm gọi chú, ai ngờ Tần Lâm lại xưng huynh đệ thân thiết với lãnh đạo Tôn. Còn nhận Tôn Văn Kỳ là em dâu. Chẳng phải vai vế của anh ta nhỏ hơn một thế hệ siêu Tần Lâm chẳng qua chỉ là thiếu gia của một gia tộc suy tàn, bây giờ là một tên bác sĩ quèn, không bị ức hiếp TH Đông Hải đã là tốt lắm rồi, sao lại có thể quen cả lãnh đạo Tôn chứ? Mặc dù Tô Văn Kỳ cũng không biết chuyện gì, nhưng rõ ràng Tần Lâm thực sự đã mời được lãnh đạo Tôn cùng ăn cơm. Cô cười khẩy một tiếng rồi nói, tôi nhớ lúc nãy có người nói, nếu mời được lãnh đạo Tôn ăn cơm cùng thì gọi Tần Lâm là bố cũng được. Câu nói này không biết là thật hay giả. Mặt Vương Tử tối sầm lại, cuộn chặt nắm đấm, biểu cảm vô cùng khó coi. Tần Lâm nói, bỏ đi, tôi cũng không có đứa con như vậy. Vương Tử, dù sao cũng là mời lãnh đạo Tôn ăn cơm, ở nơi đông người này tai vách mạch rừng, thực sự có chút phiền phức, Tô Văn Kỳ gọi phục vụ đến. Sắp xếp phòng riêng cho tôi. Vốn dĩ đi ăn với Tần Lâm muốn tình cảm hơn nên cô mới chọn vị trí gần cửa sổ, có điều còn có lãnh đạo Tôn nữa. Ngồi trong phòng riêng sẽ yên tĩnh hơn. Phục vụ có chút khó xử, chị Tô, hết phòng riêng rồi ạ. Vương Tử nghe thấy thế liền mừng rỡ. Phòng riêng, cháu đặt rồi, lãnh đạo Tôn, phòng riêng cháu đặt TH ngay bên cạnh, hay là đi đến chỗ của cháu đi. Tôn Kiến Dân sững sờ, sau đó nói. Nếu đã như thế, vậy thì cháu đưa phòng riêng cho bọn chú dùng đi, dù sao hôm nay chú cũng không có thời gian ăn cơm với cháu. Lời nói của Tôn Kiến Dân lập tức khiến Vương Tử dỡ khóc dỡ cười, phòng riêng đã đặt xong đâu đấy rồi, còn đặt cả một bàn thức ăn, như vậy chẳng phải hời cho tên họ Tần rồi sao? Chú Tôn, hay là cháu đi cùng bọn chú nhé? Không tiện, Vương Tử, dương mắt nhìn ba người Tần Lâm vào trong phòng riêng, sắc mặt Vương Tử vô cùng khó coi. Mẹ kiếp, dám cướp người phụ nữ của tôi, đúng là chán sống rồi. Vốn dĩ anh ta chẳng thèm để ý đến nhân vật tầm thường này. Với thực lực và gương mặt của anh ta, giành lấy Tô Văn Kỳ chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn hay sao? Nhưng bây giờ xem ra nếu không giải quyết tên Tần Lâm, e rằng sẽ gặp chút khó khăn. Nếu đã vậy thì, tên họ Tần, anh đừng có trách tôi. Tôi là người thân của ông ấy trong phòng riêng, ba người ăn cơm, bầu không khí rất vui vẻ. Khi biết được quan hệ giữa Tô Văn Kỳ và Tần Lâm, Tôn Kiến Dân lập tức đồng ý đến buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ. Vốn dĩ là lựa chọn giữa một đống minh tinh, chọn chúng ai đa phần đều dựa vào vận may. Nếu Tô Văn Kỳ là bạn của tiểu sư huynh, vậy thì đương nhiên Tôn Kiến Dân sẽ vui vẻ chấp nhận, hơn nữa buổi hòa nhạc của cô ấy nhất định sẽ đông nghẹt người, có thể lôi kéo nền kinh tế của Đông Hải. Cuối cùng chuyện buổi hòa nhạc đã quyết định xong, Tô Văn Kỳ vô cùng vui mừng, sau khi ăn cơm xong, tiễn lãnh đạo Tôn về, hai người ngồi lên xe. Này, rốt cuộc anh là ai thế? Sao lại quen cả lãnh đạo Tôn chứ? Ố tôi là người thân của ông ấy. Lời giải thích này cũng khá hợp lý, sư huynh sư đệ cũng được coi là người thân đúng không? Ô, thảo nào, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhé. Vẫn còn sớm,
chúng ta lên núi hóng gió đi. Lúc nói, Tô Văn Kỳ khởi động xe, lái ra ngoài. Cô gái này đúng là con mèo hoang, toàn hoạt động về đêm, bây giờ đã là nửa đêm rồi mà cô ấy còn nói vẫn sớm. Tôi là người thân của ông ấy, có điều dù sao cũng ra ngoài rồi, Tần Lâm đi dạo cùng cô ấy cũng được. Tô Văn Kỳ đi ra ngoài rất khiêm tốn, chỉ lái con xe Magotan, xe đi rất xa đến núi Thanh Mai, biên giới Đông Hải. Núi Thanh Mai này là địa điểm du lịch chưa được khai phá của Đông Hải, môi trường sinh thái rất tốt, thậm chí còn xuất hiện cả thú dữ. Có rất nhiều nhà đầu tư đang tranh giành dự án này, chỉ có điều mãi vẫn chưa có kết quả, một khi dự án này được quyết định thì tỉnh Hán Đông sẽ có thêm một thắng cảnh loại 5A. Dường như Tô Văn Kỳ rất quen thuộc con đường này, mặc dù đường gồ ghề, lồi lõm nhưng cô ấy lái rất chắc tay, cả chặng đường đi đều là đường núi quanh co, xem ra là lái thẳng lên đỉnh núi. Tần Lâm ngồi TH ghế lái phụ, ngắm nhìn cảnh đẹp TH phía xa, anh cảm thấy rất thư thái dễ chịu. Đột nhiên Tần Lâm nhìn vào kính chiếu hậu rồi nói, xe đằng sau đi theo chúng ta rất lâu rồi. Vậy sao, phải làm sao đây? Mặc dù kỹ thuật lái xe của Tô Văn Kỳ không tồi, nhưng trong tình huống này, có người bám theo khiến cô ấy rất căng thẳng lo lắng. Con đường núi quanh con này khá rộng rãi, xe có thể dàn hàng ba. Cô giảm tốc độ, để anh ta vượt qua. Lúc nói Tô Văn Kỳ lập tức giảm tốc độ, đi sát vào vệ đường. Nhưng ngay sau đó, con xe phía sau cũng giảm tốc độ theo, hoàn toàn không có ý định vượt qua. Lúc nãy chỉ là suy đoán, bây giờ có thể chắc chắn, con xe này đang đi theo bọn họ. Tô Văn Kỳ có chút hoảng sợ, bởi vì tiếp tục đi là lên đỉnh núi, đường hẹp dần, chỉ cho phép hai xe đi ngang hàng, nếu như gặp nguy hiểm có thể gây ra tai nạn chết người. Bây giờ phải làm sao? Tần Lâm nói, không sao. Cô cứ tiếp tục đi vào trong. Hả, hay là anh lái đi? Tôi không biết, Tô Văn Kỳ nhíu mày, không biết nói gì, trong tình huống nguy hiểm như thế này, một mình cô thực sự không thể nào xử lý được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Lâm TH trên núi 10 năm, đương nhiên là không biết lái xe, anh còn chưa kịp thi bằng lái xe. Tuy nhiên có một số chuyện không nhất thiết phải biết lái xe mới có thể giải quyết được. Sau khi Tô Văn Kỳ tăng tốc, quả nhiên xe sau cũng từ từ đuổi theo. Đó là con xe địa hình Volvo, bất luận là tính năng hay khả năng chống va chạm đều tốt hơn con xe của Tô Văn Kỳ. Loại đường núi kiểu này vốn dĩ yêu cầu sự tập trung, Tô Văn Kỳ không dám nhìn vào kính chiếu hậu, chỉ có thể chuyên tâm nhìn về phía trước. Tần Lâm ngồi ở ghế lái phụ, không hề sợ hãi, mà ngược lại rất bình tĩnh, ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Tô Văn Kỳ thấy kỳ lạ, tên này không lo lắng sao? Xe phía sau bám theo bọn họ như thế, rõ ràng là không có ý tốt, thậm chí có khả năng chúng có ý định giết họ. Sắc mặt Tô Văn Kỳ u ám, cô làm ca sĩ bao nhiêu tay đua xe chuyên nghiệp năm nay, cũng gây thù chuốc oán không hề ít, nhiều người ghen ghét, vì thế có người muốn lấy mạng cô là điều bình thường. Bình thường ra ngoài cô đều dẫn theo vệ sĩ, chỉ mỗi hai lần đi gặp Tần Lâm là không có, không ngờ rằng lại bị theo dõi, đúng là đen đủi. Ở chiếc xe phía sau, một người đàn ông tóc vàng xoăn mắt xanh đang lái xe, con xe này bề ngoài chỉ là một chiếc xe địa hình bình thường, nhưng bên trong có rất nhiều thiết kế đặc biệt, đây là chiếc xe hơi đã được sửa chữa lại, mà tên nước ngoài lái xe này cũng là một tay đua xe chuyên nghiệp. Người lái xe tên là Irving, trước đây hắn đã bị cấm thi đấu bởi vì đua xe trái phép, sau đó bắt đầu thực hiện các vụ làm ăn buôn bán phi pháp. Lần này, nhận được công việc của Vương Tử, đó là trừ khử tên họ Tần này. Vốn dĩ hắn còn chưa tìm được cơ hội thích hợp, nếu lái xe đâm chết người trong thành phố thì rất phiền phức, nhưng không ngỡ rằng tên này lại tự mình tìm đến cái chết, chạy đến núi Thanh Mai này. Đường núi quanh con này thường xuyên xảy ra chuyện, cho dù là rơi xuống vực đâm xe chết người thì cũng không ai có thể điều tra ra được chân tướng sự việc, đúng là thiên thời địa lợi. Tay đua xe chuyên nghiệp nhưng mà trong xe còn có người khác, điều này khiến hắn hơi khó xử. Vương Tử đưa cho hắn 3 triệu. Chỉ yêu cầu trừ khử mỗi tên này mà thôi, nghĩ một lúc, Irving chẳng thèm bận tâm nhiều như thế, chết một người hay chết hai người đều không liên quan đến hắn, chỉ cần hoàn thành xong mục tiêu là được, nếu như bỏ lỡ lần này, sau này thực sự không dễ dàng tìm được cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, Irving liền đạp ga, quyết định đâm hai người xuống vực. Hắn là tay đua xe chuyên nghiệp, hơn nữa xe đã lắp đặt lại, đi trên con đường núi này, đối với hắn mà nói đúng là như cá gặp nước. Sự khác biệt của hắn đối với người thường giống như người chơi thường với người chơi trả tiền trong game, khác nhau một trời một vực. Tô Văn Kỳ cứ lái xe sát núi, trông thì khá an toàn,
nhưng đối với Irving mà nói thì cũng không quá khó để giải quyết. Vừa đạp ga, xe của Irving liền kề sát, ngang hàng với xe của Tô Văn Kỳ. Trên con đường núi chật hẹp lại, hai xe đi cùng nhau vô cùng nguy hiểm. Có điều đối với Irving mà nói, đây chính là xe nhẹ chạy đường quen. Bây giờ có hai trường hợp. Trường hợp 1, Tô Văn Kỳ vẫn cứ lái xe sát núi, Irving chỉ cần lượn nhẹ, đâm vài lần là xe của cô sẽ bị ép dịch chuyển, một khi bất cẩn sẽ lao xuống vực. Trường hợp thứ hai đó là Tô Văn Kỳ chủ động tấn công, đâm hắn ta. Xe của Irving đã được sửa chữa lại, trọng lượng rất lớn, hơn nữa kỹ thuật lái của hắn cũng vô cùng giỏi, chỉ cần Tô Văn Kỳ dám đâm, hắn lập tức sẽ thực hiện thao tác, hất đuôi xe một cái, dùng đít xe đâm vào xe của cô. Đây gọi là sự tự tin của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Hai con xe đi ngang hàng nhau, Tô Văn Kỳ lập tức thấy căng thẳng lo lắng. Làm sao, phải làm sao đây? Con đường nhỏ như vậy, chỉ cần xảy ra chút sự cố là có thể gây ra tai nạn chết người, cô ấy không có kỹ thuật cao như vậy đâu. Tần Lâm điềm tĩnh nói, không cần lo lắng. Nói rồi Tần Lâm hạ kính xe xuống, một luồng gió thổi vào trong xe. Thấy Tần Lâm gần trong gang tấc, Irving ngây người, có ý gì đây? Hạ kính xe xuống muốn thương lượng với hắn ta sao? Irving cười lạnh, hắn ta là tay đua chuyên nghiệp, đã nhận 3 triệu tệ của Vương thiếu gia thì còn thương lượng cái gì chứ? Người lái con xe Magotan chẳng lẽ lại có thể trả giá cao hơn sao? Irving căn bản không thèm để ý đến anh, chuẩn bị ra tay. Sau đó, một cảnh tượng kinh hồn xuất hiện, Tần Lâm bất thình lình vươn nửa người ra khỏi xe, vốn dĩ khoảng cách giữa hai bên đã rất gần, bây giờ lại càng gần hơn. Đột nhiên, Tần Lâm vung nắm đấm lên, bịch, tiếp theo là một tiếng vỡ vô cùng lớn, cửa kính xe của Irving lập tức bị đập vỡ tan. Đây là loại kính chống đạn. Xe của Irving đã được lắp đặt lại, kính cũng là loại chống đạn, cho dù là đạn bắn với khoảng cách gần cũng không thể xuyên qua lớp kính, vậy mà bị một nắm đấm của Tần Lâm đập vỡ. Irving ngây ngốc, trong đầu trống rỗng, chỉ xoay vô lăng theo bản năng. Vậy mà động tác tiếp theo của Tần Lâm lại càng làm hắn ta hoang mang tột độ. Sau khi đập vỡ kính, Tần Lâm thò tay vào bắt lấy cổ áo của Irving, kéo mạnh một cái. Rắc một cái, dây an toàn đã bị đứt. Irving cảm giác như bả vai và chân của mình bị dây an toàn cắt đứt, toàn thân vô cùng đau đớn. Tay của Tần Lâm giống như một gọng kìm, dùng sức lực vô cùng lớn kéo hắn ta ra khỏi xe. Có thể kéo đứt dây an toàn, có phải người không vậy? Bây giờ Irving đang bị Tần Lâm túm lấy cổ áo giơ lên, treo trên không trung, chiếc xe không có người điều khiển lập tức bị rơi xuống vực. Tần Lâm túm lấy cổ áo hắn ta giơ lên, cơ thể của Irving cũng treo ở bên ngoài, dưới chân chính là vách núi. Chỉ cần Tần Lâm buông tay, hắn ta chắc chắn sẽ chết. No, Irving bị dọa sợ đến nỗi hai chân đá loạn xạ, vội vàng nắm chặt lấy tay của Tần Lâm, trong mắt đầy sự hoảng sợ. Nhưng vẻ mặt Tần Lâm lại rất bình thản, nửa người đang ở bên ngoài xe, còn giữ một người sống sờ sờ nặng 7-80 cân, vậy mà không hề cảm thấy khó khăn. Nói, là ai sai mày tới? Irving vội vàng lấy lại tinh thần, không hề do dự. Là Vương thiếu gia, Vương Từ. Là anh ta sai tôi tới đây, xin anh tha cho tôi. Tần Lâm cười lạnh, cho mày sướng đời. Nói xong, Tần Lâm đưa tay ra ném Irving xuống vực. Sau đó, Tần Lâm trở lại trong xe, nâng cửa kính xe lên. Tô Văn Kỳ vẫn còn chút hoảng, cô ấy vẫn luôn lái xe, đi trên con đường núi quanh con này không dám phân tâm, cho nên vốn không thấy rõ bên cạnh mình xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng Tần Lâm vươn nửa người ra, sau đó có nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Và tiếng xe của Irving bị lao xuống vực. Này, sao thế, hắn ta đâu rồi? Tần Lâm xoa xoa tay, thản nhiên nói. Chết rồi, Tô Văn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn còn chút trắng bệnh thiếu sức sống. Không lâu sau đã đến đỉnh núi, Tô Văn Kỳ mới dừng xe lại, lúc này cả người cô ấy toát mồ hôi lạnh. Này, anh đẩy hắn ta xuống vực rồi sao? Hỏi xong, Tô Văn Kỳ cảm thấy có chút sai sai. Sao có thể đẩy cả cái xe xuống dưới vực được chứ? Chắc chắn là Tần Lâm đập vỡ kính của người ta sau đó vật lộn một lúc tên Irving kia mới tự lái xe đâm xuống vực. Tên này cũng to gan thật đấy. Tô Văn Kỳ hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại. Không biết ai lại đi gây chuyện với cô, lúc trước Tần Lâm hỏi nhưng cô vờ như không nghe thấy, đương nhiên anh sẽ không biết đó là Vương Tử. Nhưng Tần Lâm lại ghim mối thù này. Vốn là một nhân vật nhỏ bé, Tần Lâm đã không muốn để ý đến. Nhưng vì anh ta dùng thủ đoạn bỉ ổi này nên cũng đừng trách tại sao Tần Lâm nổi giận. Hai người lên tới đỉnh núi, ngắm nhìn toàn bộ Đông Hải, Tô
Tô Văn Kỳ cũng đã quên đi chuyện không vui lúc nãy, tâm trạng của cô trở nên tốt hơn. Một cơn gió thổi qua, thoang thoảng mùi mơ. Tôi thích nơi này nhất, nhưng tiếc là nó vẫn chưa được phát triển, nếu trong tương lai có thì tôi sẽ được qua đêm TH đây rồi, thật tuyệt vời. Tần Lâm mỉm cười, phong cảnh ở đây quả thực rất đẹp, nhưng so với núi Hiên Viên của sư phụ thì còn kém xa. Tô Văn Kỳ và Tần Lâm ngồi lên một tảng đá, ngắm nhìn Đông Hải về đêm, gió thổi nhẹ kèm theo mùi thơm của mơ, tạo cảm giác vô cùng yên tĩnh và thư thái. Tô Văn Kỳ khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tần Lâm. Cho tôi mượn vai anh một chút. Gió hiu hiu thổi, Tô Văn Kỳ dần nhắm mắt lại. Ở một thành phố đông đúc và bận rộn thế này, cô rất hiếm khi có cảm giác thư thái dễ chịu như vậy. Vài phút sau, Tô Văn Kỳ đột nhiên mở mắt ra. Tôi có cảm hứng rồi, sẽ có một ca khúc mới. Nói xong, Tô Văn Kỳ đứng dậy, từ trên đỉnh núi nhìn cảnh vật phía dưới, cô bắt đầu hát. Nắng xuân ấm áp, đêm rộn rã tiếng cười. Em và anh gặp nhau ở gốc cây dưới bầu trời đầy sao, trong làn gió lạnh, nhưng lòng ấm áp. Không nhạc đệm, không hòa âm, duy chỉ có một mình Tô Văn Kỳ đứng trên đỉnh núi tỏa sáng. Âm thanh lạnh lót, nhẹ nhàng du dương, đồng hành cùng các vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Sau khi hát được vài câu, Tô Văn Kỳ giang hai tay ra, nhẹ nhàng xoay người, nhảy múa một cách huyền chuyển. Quả thực rất đẹp, một lúc sau, Tô Văn Kỳ kết thúc bài hát. Cô có chút hưng phấn nhìn Tần Lâm rồi nói. Anh thấy thế nào, hay không? Tần Lâm gật đầu, không tệ chút nào. Tô Văn Kỳ rất vui khi được Tần Lâm khen. Lần trước ở nhà anh, Tô Văn Kỳ đã hát ngâm ca khúc nổi tiếng của cô, nhưng Tần Lâm chỉ trả lời một câu, cũng tạm, điều này cho thấy anh khá kén chọn. Bây giờ nói, không tệ, đã là một lời khen đối với cô rồi. Thật tuyệt, buổi hòa nhạc sẽ có ca khúc mới này. Tô Văn Kỳ hết sức phấn khởi. Giống hệt một cô bé vừa được mua búp bê cho, reo lên vui mừng. Này, đầu gỗ, đi hái mơ với tôi đi. Nói xong, Tô Văn Kỳ quay lưng đi xuống núi. Tần Lâm sờ mũi, có chút bất lực. Đầu gỗ, Tô Văn Kỳ vô cùng hạnh phúc, mỗi lần đi tìm Tần Lâm đều rất vui. Lần này viết một ca khúc tâm đắc mới, cô rất nóng lòng để quay về để chuẩn bị phát hành. Ở núi Thanh Mai làm mấy trò, điên cuồng cả đêm, sức chiến đấu của người con gái này thực sự đáng kinh ngạc. Sau khi Tần Lâm xuống núi rồi đưa cô trở về, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của Đường Mẫn. Dì hai, Tiểu Lâm à, chưa cháu có rảnh không, ghé nhà dì hai một lát nhé. Dạ được, vậy lát nữa cháu ghé. Lâm Nguyệt Giao đã không liên lạc với Tần Lâm kể từ lần cuối cùng giúp anh tìm việc, mặc dù giữa họ có một số hiểu lầm, nhưng dù sao gia đình dì hai vẫn luôn đối xử với anh rất tốt. Nhà họ Tần đã mất, người thân cũng chỉ còn lại mấy người, đương nhiên anh sẽ thường xuyên đi thăm dì hai. Sau khi cúp máy, Lâm Nguyệt Giao có chút cạn lời. Mẹ, chẳng phải chúng ta ăn trưa với người khác sao, tại sao mẹ lại gọi Tần Lâm đến? Lần trước khi sắp xếp công việc cho Tần Lâm khiến Lâm Nguyệt Giao vô cùng cạn lời, sau này lại nghe được Cát Phong đã bị đuổi khỏi tập đoàn Hiên Viên. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng may là Tần Lâm không được nhận, nếu không thì có khi cô cũng bị liên lụy mất. Đường Mẫn nói, trưa nay chúng ta sẽ ăn với dì tôn của con. Nghe nói con của dì Tôn làm việc trong giới giải trí, là quản lý nghệ sĩ, nói không chừng có thể sắp xếp một công việc cho Tần Lâm đấy. Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn không nói nên lời, cô tức giận trợn mắt ngồi trên sofa. Mẹ, mẹ đừng quản anh ta nữa được không, sao ai mẹ cũng nhờ vả vậy, mẹ với dì Tôn đâu có thân, người ta cũng sẽ không giúp cháu trai mẹ tìm việc đâu. Đường Mẫn nói, mẹ không thân với dì, nhưng thằng nhóc Dương Tân Thành nhà dì Tôn chẳng phải có ý với con sao. Nếu không thì sao lại chủ động mời nhà chúng ta ăn cơm chứ? Lâm Nguyệt Giao cau mày, mẹ đừng nói bậy, có ý hay không có ý gì chứ? Con không thích người trong giới giải trí, mẹ đừng có lấy danh nghĩa của con để tìm việc cho Tần Lâm, con không đồng ý đâu. Đường Mẫn trợn mắt, con nhỏ này, mẹ chưa từng nói muốn con giúp, gấp cái gì chứ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Tần Lâm nhận được điện thoại của dì hai, bảo không cần đến nhà, trực tiếp đến khách sạn lớn Kim Long. Gia đình dì hai bây giờ đã khá giả hơn, đến nhà hàng cao cấp này tiêu xài một chút cũng là điều bình thường, nhưng khách sạn lớn Kim Long này là sản nghiệp của Bùi Lương, chắc lần này cũng sẽ được miễn phí thôi. Đến phòng riêng của khách sạn, sau khi Tần Lâm bước vào, anh mới nhận ra còn có những người khác. Một nam một nữ, xem ra là hai mẹ con. Dì hai, Đường Mẫn nhanh chóng giới thiệu, chị Tôn à, đây là cháu trai tôi, Tần Lâm. Sau khi giới thiệu xong, Tần Lâm mới biết được hôm nay Đường Mẫn hẹn Tôn Đại Mai này với anh đến đây, chủ yếu là để sắp xếp cho anh một công việc.
Tiểu Dương à, dì nghe nói con đang làm việc ở một công ty giải trí đúng không? Thu nhập cũng khá con nhỉ. Dương Tân Thành này vừa gầy vừa bé, giống như bị suy dinh dưỡng, mặt mũi phờ phạc, mắt đen ngòm. Tần Lâm nhìn qua liền biết tên nhóc này sống buông thả quá độ, dường như có gì đó không ổn trong cách sống. Nghe vậy, Dương Tân Thành mỉm cười đắc ý. Cũng được, con cũng từng làm quản lý của một số diễn viên tuyến 1, thu nhập cũng không tệ, tầm 800.000 tệ một năm. Đường Mẫn nghe xong gật đầu hài lòng, xem ra công việc này rất tốt, con xem, Tần Lâm trông cũng sáng sủa, có thể nào sắp xếp cho nó một công việc được không? Lâm Nguyệt Giao mặt mày xám xịt, nói, mẹ đừng nói lung tung nữa, gia nhập giới giải trí không dễ vậy đâu. Vừa nghe thấy Lâm Nguyệt Giao nói, mắt Dương Tân Thành liền sáng lên, lúc nhỏ cảm thấy Lâm Nguyệt Giao đã rất xinh đẹp rồi, nhưng lớn lên lại càng xuất sắc hơn. Dương Tân Thành vội vàng nói, giới giải trí quả thật không dễ vào, nhưng nếu đã là anh họ của Nguyệt Giao thì con nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Lâm Nguyệt Giao ngượng ngùng gật đầu, thật sự mà nói, cô không hề có cảm tình với Dương Tân Thành, vòng bạn bè của tên này toàn đăng hình với gái xinh, nên cảm thấy có hơi bất thường, cô vẫn thích người an phận thủ thường một chút. Dương Tân Thành lại nghĩ mình vượt trội về mọi mặt, nhìn Tần Lâm rồi hỏi. Trình độ học vấn của cậu như thế nào, đã từng học qua diễn xuất chưa? Tần Lâm lắc đầu, chưa từng học qua, đã tốt nghiệp cấp 2. Dương Tân Thành cau mày, hừ lạnh một tiếng. Thái độ của cậu là sao? Muốn vào giới giải trí, trước tiên phải khiêm tốn, thấy người có năng lực hơn mình phải gọi một tiếng thầy, hiểu chưa hả? Tuy Dương Tân Thành chỉ là một người đại diện còn con, nhưng đối với người ngoài ngành mà nói, anh ta chính là đàn anh. Người ngoài ngành muốn tiến vào giới giải trí, bắt buộc phải biết cúi đầu nghe lời, thậm chí có rất nhiều diễn viên nữ dùng thân đánh đổi cũng không sống được, ngành này xem ra cũng không dễ kiếm tiền. Tần Lâm lạnh lùng lườm anh ta, cảm thấy hơi buồn cười. Ý của anh là, gọi anh bằng thầy. Dương Tân Thành hừ lạnh một tiếng, lắm lời, nếu không thì. Thái độ thờ ở của Tần Lâm khiến anh ta vô cùng bất mãn, nếu không nể mặt Lâm Nguyệt Giao thì chắc Dương Tân Thành đã dạy dỗ Tần Lâm một bài học rồi. Gọi anh là thầy, ư, anh không xứng. Dương Tân Thành tức điên, đập bàn một cái. Cậu nói ai không xứng? Xem ra chắc cậu không cần kiếm việc nhỉ, đây là thái độ cầu xin sao? Suy cho cùng Dương Tân Thành cũng từng qua lại với một số ngôi sao tên tuổi, mặc dù chỉ là nhân viên nhỏ nhưng anh ta vẫn được tiếp xúc với người nổi tiếng hàng ngày, về lâu về dài anh ta lại nghĩ mình lợi hại. Vậy nên, cái khác không học, lại đi học cái thói hay phát cáu. Đường Mẫn thấy vậy liền vội vàng hòa giải. Ha ha, Tiểu Dương, đừng nóng, người trẻ tuổi không nên dễ nổi nóng như vậy, nào, chúng ta ăn đi. Thấy cả hai đều sát khí đằng đằng, nên Đường Mẫn dứt khoát không đề cập đến chuyện công việc. Mọi người ăn được một lúc, Dương Tân Thành cũng không muốn để ý đến Tần Lâm nữa, anh ta dồn hết tâm tư vào Lâm Nguyệt Giao. Nguyệt Giao à, mấy cô gái trẻ như em đều thích Vương Tử đúng không? Hiện tại anh đang làm người đại diện cho Vương Tử, khi nào quay về anh sẽ xin chữ ký cho em nhé. Lâm Nguyệt Giao không mấy hứng thú với người nổi tiếng, cô trả lời lấy lệ. Không cần đâu, phiền phức lắm. Dương Tân Thành hoàn toàn không nghe ra cô đang từ chối, anh ta nói. Không phiền chút nào, chúng ta đều là bạn bè, xin chữ ký không thành vấn đề. Còn những ngôi sao khác thì sao, bình thường em hay nghe nhạc của ai? Thấy Lâm Nguyệt Giao không hứng thú cho lắm, nên Dương Tân Thành nhất quyết tìm chủ đề sở trường để làm nổi ưu điểm của anh ta. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một hồi, em không hay nghe nhạc, nhưng thỉnh thoảng có nghe của Tô Văn Kỳ. Dương Tân Thành nói, Tô Văn Kỳ à, cũng từng tiếp xúc qua. Mấy ngày nữa cô ấy sẽ có buổi biểu diễn ở Đông Hải, nếu em thích anh sẽ kiếm vé cho em. Lâm Nguyệt Giao cười lịch sự, không cần phiền vậy đâu, em nghe nhạc bằng điện thoại là được rồi. Cuối cùng cũng tìm được chủ đề, Dương Tân Thành nói. Mấy hôm trước em có đọc tin về Tô Văn Kỳ không? Lâm Nguyệt Giao gật đầu, em có xem qua, hình như có bạn trai rồi. Bị người ta chụp được thì phải. Dương Tân Thành nói, mấy chuyện này đều là công ty quan hệ công chúng làm cả. Bọn em chỉ là người ngoài ngành, không hiểu được đâu, quan hệ công chúng trong giới giải trí là thủ đoạn thường thấy nhất. Đó hoàn toàn không phải bạn trai, mà là bố nuôi, ông chủ lớn. Giới giải trí cũng không mấy tốt lành, những chuyện như tìm bố nuôi chống lưng gì đó cũng đã bị phanh phui không ít, vậy nên tất cả mọi người đều có nghe qua. Dương Tân Thành vừa dứt lời, Lâm Nguyệt Giao bỗng cau mày. Thật hay giả thế, Tô Văn Kỳ cặp bố nuôi sao? Chẳng phải Tô Văn Kỳ đi con đường trong sạch hay sao, tại sao vào giới giải trí nhiều năm lại bị nhiễm bẩn đến vậy?
Vừa thấy Lâm Nguyệt Giao có hứng thú, Dương Tân Thành liền bắt đầu thuận miệng nói bậy. Mấy lời này mà em cũng tin được à? Đây là tạo hình mà giới giải trí đã tạo ra và phát triển cho nghệ sĩ, sao nữ bây giờ chỉ cần có chút nhan sắc thì còn trong trắng được nữa sao? Những chuyện này người ngoài ngành làm sao biết được, nhưng người trong ngành như bọn anh đều biết rõ. Tần Lâm vốn chẳng quan tâm đến mấy lời bọn họ nói, cũng lưỡi xen vào. Có điều việc này lại liên quan đến anh và Tô Văn Kỳ, nên khiến Tần Lâm vô cùng phản cảm. Nếu anh không biết thì đừng nói vớ vẩn, cái gì mà Sugar Daddy? Anh có chịu trách nhiệm được cho những lời mình nói không? Nhìn thấy Tần Lâm chen vào biện hộ, Dương Tân Thành lại cảm thấy hiếu kỳ. Có vẻ như cậu cũng là fan của Tô Văn Kỳ nhỉ? Tuổi tác không lớn, không có năng lực, còn học đòi người khác theo đuổi thần tượng. Nghĩ bản thân lợi hại lắm à? Cậu là người trong hay ngoài ngành? Từng gặp Tô Văn Kỳ chưa? Ha ha, đúng là nực cười. Tần Lâm nói, chuyện giới giải trí của mấy người tôi lười xen vào, chỉ có điều, đừng tạo tin đồn vớ vẩn cho Tô Văn Kỳ, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Dương Tân Thành sững người, sắc mặt lập tức đanh lại. Cái gì cơ, không khách khí, chẳng nhẽ cậu cho rằng mình có thể bắt nạt được họ Dương tôi sao? Được, cậu chờ đấy. Nói xong, Dương Tân Thành liền đi vào phòng. Trong suy nghĩ của anh ta, Tần Lâm này chỉ là một thằng nhãi ngay cả công việc cũng không có, còn dám giả bộ trước mặt anh ta. Cho rằng Dương Tân Thành anh gầy yếu nên có thể bắt nạt sao? Cậu ta nghĩ đơn giản quá rồi. Dương Tân Thành vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ. Sắc mặt Tôn Đại Mai trở nên vô cùng u ám. Hừ, tôi đã bảo Đường Mẫn rồi, các người có ý gì vậy, đi cầu xin người khác mà có thái độ như vậy à? Theo như tôi thấy, chị không cần uống ly rượu này nữa. Nói xong, Tôn Đại Mai đổ ly rượu trong tay lên người Đường Mẫn. Ói Đường Mẫn vội vàng đứng dậy, lau rượu trên quần áo, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xuống, cười gượng hai tiếng. Chị Tôn, chị nhìn xem chị làm như vậy. Không đợi Đường Mẫn nói hết, Tần Lâm đã đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Đại Mai, lạnh lùng nói. Xin lỗi, Tôn Đại Mai cau mày. Cái gì, xin lỗi ai? Tần Lâm nói, cho bà thêm một cơ hội nữa, xin lỗi gì hai cho tôi. Tôn Đại Mai hừ lạnh một tiếng, dựa vào mấy người mà muốn tôi xin lỗi sao? Mấy người xứng chắc, có tin con trai tôi gọi người đến dạy cho mấy người một bài học không? Tôn Đại Mai nói xong, Tần Lâm giơ cao tay. Tát cho bà ta một cái. Bốp, một tiếng, bốp, giòn tan vang lên, một cái bạt tai đập vào mặt Tôn Đại Mai, nửa mặt bà ta lập tức sưng lên như ngọn núi nhỏ, tốc độ sưng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đau đớn bỏng rát khiến bà ta suýt nữa ngất đi. Bà ta duỗi tay ra, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, sờ một bên mặt của mình. Mày đánh tao, mày dám đánh tao, mày tiêu rồi, tao sẽ bảo con trai tao giết chết mày. Đồ chó má các người. Các người chạy không thoát đâu. Tần Lâm cau mày, trở tay tát thêm phát nữa. Bốp, cùng với âm thanh giòn tan đó, Tôn Đại Mai ngã lăn xuống đất, hai bên mặt sưng lên, khóe miệng chảy máu và nước dãi, răng rụng mất mấy cái. Mồm miệng thối thật đấy. Tần Lâm nóng tính, anh chưa từng vì đối phương là phụ nữ mà nhân nhượng. Không biết giữ mồm giữ miệng thì phải bị đánh. Hai cái bạt tai khiến Tôn Đại Mai ngã lăn trên mặt đất, Lâm Nguyệt Giao lập tức biến sắc. Tần Lâm. Anh làm cái gì vậy? Người đó là bạn của mẹ tôi, sao anh lại đối xử với bà ấy như vậy? Mặc dù việc Tôn Đại Mai dùng rượu để hất lên người khác là lỗi của bà ta, nhưng Tần Lâm đánh người thì quá đáng quá. Lâm Nguyệt Giao không đồng tình với Tôn Đại Mai, nhưng cô ấy biết con trai bà ta Dương Tân Thành không đơn giản, là người có quan hệ trong giới giải trí, nếu như khiến bọn họ tức giận, nhất định sẽ bị báo thù. Nhà bọn họ không dễ dàng mới có cuộc sống tốt hơn một chút. Nếu như vì đắc tội Dương Tân Thành mà bị hủy hoại, vậy Tần Lâm đúng là tội nhân. Lúc này, Dương Tân Thành đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tôn Đại Mai nằm trên mặt đất, mặt sưng húp lên liền lập tức nổi giận. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tôn Đại Mai liền khóc lớn, cậu ta đánh mẹ, con trai, con phải tìm người giết chết cậu ta cho mẹ. Dương Tân Thành tức sùi bọt mép, quay đầu trừng mắt nhìn. Mày dám đánh mẹ tao? Được, mày tiêu rồi. Hôm nay nếu tao không đánh gãy hai tay hai chân của mày, mày sẽ không biết xã hội hiểm ác đến đâu. Mẹ kiếp, mày đợi đấy. Dương Tân Thành vội vã đỡ Tôn Đại Mai lên, ngồi trong phòng đợi. Với cơ thể gầy yếu của Dương Tân Thành, anh ta đương nhiên không thể ra tay với Tần Lâm. Vừa nãy đi gọi điện thoại, mấy người mà anh ta gọi đến đều là người có máu mặt trong xã hội.
vốn chỉ muốn gọi bọn họ đến dạy cho Tần Lâm một bài học, dù sao cũng là anh họ của Lâm Nguyệt Giao, anh ta cũng không muốn ra tay quá ác. Nhưng bây giờ, thằng nhãi này lại dám đánh mẹ anh ta, đúng là muốn chết mà. Chẳng mấy chốc, một tên đầu chọc đem theo bốn thanh niên trẻ tuổi đẩy cửa đi vào, trên người nồng nặc mùi rượu, bước chân mạnh mẽ, trông vô cùng dũng mãnh. Dương lão đệ, ai bắt nạt cậu? Dương Tân Thành thấy đầu chọc, mặt mày vui mừng. Anh chọc, anh đến rồi, chính là cậu ta, anh giúp em đánh cậu ta tàn phế, đánh gãy chân tay cậu tai anh chọc trên miệng còn ngậm tăm. Gã quay đầu, khinh thường nhìn Tần Lâm, cười nhạo một tiếng. Cậu ta á, người trẻ tuổi nên kiêu ngạo nhỉ. Nhìn thấy mấy người đến đều không phải người tốt gì, Đường Mẫn vội vàng đứng dậy, kéo Tần Lâm ra sau lưng, nói. Các vị, chúng ta hiểu lầm rồi, hòa giải một chút là được, nếu không được, chúng tôi sẽ đền tiền. Dương Tân Thành lúc này tức đến mức đầu óc mê muội, ai cần mấy đồng tiền rác rưởi của bà. Bà nghĩ ông đây thiếu tiền sao? Hôm nay có nhiều tiền đến mấy cũng mặc, tôi phải đánh cậu ta tàn phế. Lâm Nguyệt Giao vội vã kéo Đường Mẫn lại. Mẹ, mẹ mau qua đây, chuyện anh ta tự gây ra, để anh ta tự chịu trách nhiệm. Dưỡng Mẫn cau mày, con bé này, con nói cái gì vậy, Tiểu Lâm đánh người vì mẹ mà. Lâm Nguyệt Giao nói, thì sao chứ, chẳng phải vì anh ta bảo vệ ngôi sao nữ kia nên mới đắc tội người khác sao, mẹ mau lùi về sau đi, đừng để bị thương. Tần Lâm gật đầu, dì hai, dì lùi về sau một chút đi. Tần Lâm không thèm ra tay, nhưng dì hai đứng bên cạnh, nếu như để đám tôm tép không có mắt này khiến dì hai bị thương thì không tốt, vậy nên cứ để anh ra tay trước. Khi Tần Lâm định ra tay, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông mang theo một nhóm phục vụ và vệ sĩ đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tân Thành nhìn thấy vậy, liền quay người nói. Giám đốc Vương, chúng tôi có chút ân oán cá nhân cần giải quyết, sẽ không làm phiền đến người khác, sẽ nhanh thôi. Giám đốc Vương nhìn qua, kia chẳng phải là Tần Đại Sư sao? Lần trước Tần Đại Sư ăn cơm ở đây, đích thân ông chủ Bùi giao phó, miễn phí toàn bộ còn nhiệt tình tiếp đãi, đây là khách quý của bọn họ. Tên Dương Tân Thành này lại đem theo mấy tên côn đồ đến đánh nhau với Tần Đại Sư. Muốn chết à, người của giám đốc Vương liền vây quanh anh chọc, mặt mày bình tĩnh nói. Đây là khách sạn lớn Kim Long, mấy người vẫn nên đừng làm loạn, ngồi xuống cả đi. Anh chọc cau mày, gã biết người họ Vương này là đàn em của Bùi đại ca, nhưng hôm nay đứng trước mặt nhiều anh em đến vậy, nếu sợ thì sau này sao còn lăn lộn được nữa. Tên họ Vương kia, Tiểu Dương là tiểu đệ của tôi, hôm nay cậu ấy bị người ta bắt nạt ở khách sạn của mấy người, tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Giám đốc Vương lạnh lùng hừ một tiếng, mấy vị này đều là khách quý, hôm nay tôi phải bảo vệ cho bọn họ. Đám người của anh chọc đều sắn tay áo lên, ai ai cũng hung dữ. Dựa vào mặt mũi của ông, không đủ. Con người giám đốc Vương co lại, nói đúng ra, đây mặc dù là địa bàn của ông ta nhưng nếu thực sự đánh nhau TH đây, ông ta chưa chắc đã được lợi. Được thôi, ông đợi đấy. Giám đốc Vương nghĩ một lúc, liền đi ra gọi điện thoại, dù sao cũng là chuyện của Tần Đại Sư. Vẫn nên thông báo cho ông chủ Bùi mới ổn. Giám đốc Vương sau khi đi ra, mấy đàn em của anh chọc cũng lộ vẻ lo lắng. Anh chọc, ông ta đi gọi người kìa, làm sao bây giờ? Anh chọc lạnh lùng hừ một tiếng, gọi người thì sao nào, hôm nay Dương lão đệ của tôi bị bắt nạt, nếu như cứ bỏ qua như vậy, mặt mũi của anh chọc tôi để đâu đây? Sau này sao còn có thể đặt chân ở chốn giang hồ? Lời anh chọc nói hiên ngang lẫm liệt, Dương Tân Thành nghe xong thì vô cùng tự tin. Không hồ là anh chọc. Nhưng trên thực tế, anh chọc chẳng qua chỉ vì Dương Tân Thành đưa gã ít tiền mà thôi. Tên họ Dương mặc dù không phải là người có quyền gì, nhưng vẫn có tí tiền. Gã không tin, chỉ vì lũ rác rưởi này mà Bùi đại ca sẽ đích thân ra mặt. Sau khi giám đốc Vương đi gọi điện thoại, Bùi đại ca vừa nghe xong lập tức bò dậy từ người một cô gái, vội vã mặc quần vào. Đây là Tần Đại Sư đó. Bùi Lương đã tận mắt chứng kiến cách thức ra tay của Tần Đại Sư. Dám đắc tội Tần Đại Sư thì đúng là muốn chết. Đầu chọc chẳng qua chỉ là một tên du côn bé NS Tần Đại Sư chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể bóp chết gã, thật không biết gã lấy đâu ra dũng khí. Cùng lúc đó, Đoàn Bảo Đông cũng nhận được tin, Tần Đại Sư bị người khác gây sự thở khách sạn lớn Kim Long. Long Ích Huy cau mày, đó là địa bàn của Bùi đại ca, không liên quan gì đến chúng ta. Bùi Lương và Đoàn Bảo Đông vốn nước sông không phạm nước giếng. Ông ta đắc tội Tần Đại Sư là chuyện của ông ta, đáng chết. Đoàn Bảo Đông cau mày, kẻ gây sự với Tần Đại Sư là đầu chọc, TH bên ngoài gã tuyên bố mình là đàn em của cậu.
Long Ích Huy lập tức mặt mày biến sắc, tên ngu xuẩn này, đầu chọc vốn là một tên vô lại, đến đâu cũng lừa gạt người khác, hôm nay nói là đàn em của Long Ích Huy, ngày mai lại nói là đàn em của Bùi Lương, trên thực tế chẳng ai thèm quan tâm đến gã. Nhưng chuyện này không được truyền ra ngoài, Long Ích Huy nhất định phải đích thân giải thích mới được, nếu không để Tần Đại Sư nhìn thấy thuộc hạ của ông ta đầu là người như vậy, sau này sao còn ấn tượng tốt được chứ? Anh Đông, tôi cũng đi. Long Ích Huy nói xong liền đi ra cổng. Đoàn Bảo Đông ngồi trên sofa nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không ổn, phải tự mình đi một chuyến mới được. Chẳng bao lâu sau, từng chiếc xe lần lượt đỗ trước khách sạn lớn Kim Long. Có siêu xe, có xe van, người đến vô cùng đông. Trong phòng, một tên đàn em xông vào, hoảng hốt nói. Anh Chọc, bên ngoài có hàng trăm người. Anh Chọc sững sờ, mấy trăm người. Điên à, chẳng qua chỉ dạy cho thằng chó kia một bài học, sao lại có nhiều người đến vậy? Nhất định là trùng hợp mà thôi, cho dù là giám đốc Vương cũng không thể gọi được nhiều người đến như vậy trong thời gian ngắn. Theo như gã thấy, giám đốc Vương này bảo vệ Tần Lâm là vì Tần Lâm ăn cơm ở quán của ông ta mà thôi, chỉ là bảo vệ một vị khách bình thường. Chỉ vì một vị khách, cho dù có là khách hàng hạng thẻ bạch kim cũng không thể nào dương oai diễu võ như vậy, gọi cả trăm người đến. Ông ta nghĩ mình là ai chứ? Mấy tên đàn em cũng gật đầu, cảm thấy đây nhất định là trùng hợp, mấy người trước mắt đều là gia đình bình thường, sao có thể có chống lưng lớn vậy được? Mặt Tôn Đại Mai vẫn đau đớn bỏng rát, trên mặt đầy vẻ căm phẫn. Đầu Chọc, đánh bọn chúng cho tôi, đánh thật mạnh vào. Dương Tân Thành tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, anh Chọc. Chuyện hôm nay mà xử lý xong em sẽ đưa thêm tiền cho anh. Anh Chọc gật đầu, Dương lão đệ yên tâm, hôm nay có anh Chọc tôi TH đây, tôi không nể mặt ai hết. Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng giận dữ. Đồ chó má, mặt mũi của tôi không đủ sao? Một người đàn ông mặc vest đen đi tới, một cước đá tung cửa phòng. Anh Chọc lập tức trợn mắt, ông Long. Nhìn thấy Long Ích Huy, hai chân anh Chọc rung rẩy, suýt nữa ngồi sụp xuống đất. Long Ích Huy là ai chứ? Người đó chính là nhân vật có quyền mà gã hằng mong ước có thể làm quen, vì biết danh tiếng ở bên ngoài của gã không tốt nên Long Ích Huy không muốn thu nhận gã. Nhiều năm như vậy, anh Chọc ở bên ngoài dùng tên tuổi của Long Ích Huy để lừa bịp, hôm nay mặt đối mặt với Long Ích Huy, gã thực sự mất hết dũng khí để kiêu ngạo. Dương Tân Thành không biết Long Ích Huy, dựa vào địa vị của anh ta sao có đủ tư cách tiếp cận với Long Ích Huy, anh ta cau mày nói. Ông là ai? Nói cho ông biết, hôm nay anh Chọc không nể nang ai hết. Dương Tân Thành nói xong, bên ngoài lại có một giọng nói u ám truyền đến. Đúng không, mặt mũi của Bùi Lương tôi cũng không đủ sao? Vừa nói, Bùi đại ca vừa đi vào, khi cửa phòng được đẩy ra, có thể thấy trong đại sảnh chật kín người, bao vây chặt lấy cả khách sạn này. Sắc mặt Bùi Lương âm u nhìn anh Chọc, lạnh lùng nói. Mặt mũi của tôi có đủ không? Anh Chọc ngẩn người, Bùi đại ca cũng đến đây. Chẳng qua chỉ là một khách hàng mà thôi, Bùi đại ca sao có thể đích thân xuất hiện được. Bùi Lương tiến vào chưa được một phút, lại có một âm thanh khác truyền đến. Nếu như mặt mũi của ông chủ Bùi không đủ, vậy thêm Đoàn Bảo Đông tôi thì sao? Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bóng người cao to vạm vỡ của Đoàn Bảo Đông bước vào, trên người tỏa ra sát khí nhàn nhạt, và cả khí thế mà chỉ kẻ bề trên mới có. Đoàn Bảo Đông lạnh lùng nhìn anh Chọc, hừ lạnh một tiếng. Cậu giỏi thật đấy. Mặt mũi của nhiều người đến vậy đã đủ chưa? Hai chân anh Chọc nhũ ra, đột nhiên quỳ trên mặt đất, há miệng, mặt mày ngạc nhiên. Trong lòng vô cùng bồn chồn lo lắng, đầu óc trống rỗng. Ông Long, Bùi đại ca, anh Đông, mấy người có quyền này đều đứng trước mặt gã, bất kỳ ai trong số này đều không phải là người mà gã có thể đắc tội nổi. Hôm nay ba người này cùng nhau gây khó dễ, anh Chọc lần này có 10 mạng cũng không thoát nổi. Bùi đại ca, anh Đông, tôi không biết. Chuyện đến nước này, anh Chọc hoàn toàn sững sờ, gã không biết nên giải thích thế nào. Mấy kẻ tai to mặt lớn này cứ như mấy ngọn núi lớn, đè gã không đứng dậy nổi. Đoàn Bảo Đông thấy tình hình hiện tại, cũng hiểu được đại khái mọi chuyện, lạnh lùng nói. Bây giờ cho cậu thêm một cơ hội, nếu như tôi không hài lòng, thì cậu cũng đừng mong giữ được cái mạng nhỏ của mình. Anh Đông vừa nói xong, trong lòng đầu Chọc vui mừng như vừa được tha tội chết, còn cho gã thêm một cơ hội, tốt quá rồi. Anh Chọc đứng dậy, quay đầu, sắc mặt u ám vô cùng nhìn Dương Tân Thành. Con mẹ mày muốn hại chết tao đúng không, ông đây giết mày. Đầu Chọc vớ lấy chai rượu rồi đập luôn vào đầu Dương Tân Thành. Bốp, một tiếng,
bình rượu vỡ vụn, đầu Dương Tân Thành chảy máu. Anh ta vốn gầy yếu, sao chịu nổi một đòn của đầu chọc? Anh chọc, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại đánh em? Anh đã nhận của em 50.000 mà. Chờ mày chết rồi, tao sẽ đốt trả mày. Nói xong, đầu chọc liền ấn Dương Tân Thành xuống đất, đập mạnh xuống. Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương vội vàng nhìn Tần Lâm, như đang xin phép. Tần Lâm nói, được rồi, không có chuyện gì nữa đâu, chúng ta về thôi. Nói xong Tần Lâm đỡ dì hai dậy, ba người bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng mới nhìn thấy trong đại sảnh đứng chật kín người, ít nhất cũng phải 100-200 người. Đường Mẫn sợ hết hồn, có điều mấy người này nhìn thấy Tần Lâm bước ra đều vội vàng tách ra tạo thành một con đường, vẻ mặt cử chỉ đều vô cùng tôn trọng khiến Đường Mẫn cảm thấy khó hiểu. Ba người lên xe, Đường Mẫn mới hỏi, Tiểu Lâm, mấy người lúc nãy là ai vậy? Tần Lâm nói, bạn của cháu. Đường Mẫn cau mày, Tiểu Lâm kết bạn với mấy người lợi hại như vậy lúc nào thế? Lâm Nguyệt Giao lái xe, không nhịn được mà nói, chắc là khi anh còn là thiếu gia nhà họ Tần nhỉ. Anh bây giờ sa sút rồi, sau này cố gắng đừng làm phiền người ta, cái kiểu ân tình như này, dùng một lần, phải trả một lần. Tần Lâm rõ ràng giúp bọn họ, nhưng Lâm Nguyệt Giao vẫn không nhịn được mà giáo huấn Tần Lâm mấy câu, để tránh việc anh cứ nghĩ mình vẫn là đại thiếu gia. Người bình thường nên sống cuộc sống của ngư, bình thường, người nào không nên dây vào thì khôn nên dây. Muốn tồn tại trong xã hội này, có ai không phải cúi đầu chứ? Tần Lâm chỉ cười, không phản bác. Dì hai, cháu đã mở một y quán, sau này dì không cần tìm việc cho cháu nữa. Dì hai vẫn luôn lo lắng cho anh, đương nhiên là vì lòng tốt, Tần Lâm cũng không muốn để bà ấy tiếp tục hao tâm tổn sức, liền nói chuyện y quán cho bà ấy. Đường Mẫn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thật à, vậy tốt quá rồi, có nghề là tốt nhất, quy mô y quán của cháu như thế nào, rộng bao nhiêu mét vuông? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hừ một tiếng, anh ta có thể mở một y quán có quy mô lớn sao, có thể thuê một cửa tiệm nhỏ, lấy được giấy phép kinh doanh đã là giỏi lắm rồi. Có điều, anh đừng có bệnh nhân nào cũng nhận, y thuật của anh chẳng qua chỉ là hạng tép siêu mà thôi, chữa bệnh cảm cúm thông thường còn được, còn mấy loại bệnh khác mà chữa lợn lành thành lợn què thì phải chịu trách nhiệm lớn đấy. Lâm Nguyệt Giao nghĩ một lúc, cúi thở dài một tiếng. Thế này đi, nếu như có bệnh nào anh không chữa được thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi giúp anh giải quyết, thực sự không được thì tôi tìm chủ nhiệm Lưu chỉ dạy cho anh cũng được. Chủ nhiệm Lưu, Tần Lâm cười nhạt, không cần, ông ta không chỉ dạy nổi cho anh đâu. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao lập tức cứng đờ, sau đó mặt hiện lên vẻ giận dữ. Anh kiêu ngạo quá rồi đấy, với y thuật mèo mửa của anh mở được y quán là bắt đầu coi thường người khác đến vậy à? Tùy anh thôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Lâm Nguyệt Giao thật sự tức giận, Tần Lâm này quá ngông cuồng rồi. Còn cảm thấy chủ nhiệm Lưu không đủ tư cách, anh nghĩ anh là ai chứ, Tần đại sư sao? Cô biết một vài người khi mở được phòng khám liền không coi ai ra gì, loại người như vậy cũng chẳng có tiền đồ là bao. Cũng may cuối cùng anh đã giải quyết xong vụ công việc, mẹ cũng không phải cằn nhằn nữa rồi, Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đưa hai mẹ con dì hai về nhà, Tần Lâm bất ngờ nhận được điện thoại của Trúc Dũng. Chú Trúc, Trúc Dũng nói ấp úng trong điện thoại. Cuối cùng hỏi một câu khiến cho Tần Lâm không nói nên lời. Tiểu Lâm à, Linh Linh có quan hệ gì với chủ tịch Mạnh của tập đoàn Mạnh Thị? Khụ khụ, Tần Lâm suýt chút nữa bị sặc, chú Trúc đang lo lắng chuyện gì vậy chứ? Chú Trúc, tại sao chú lại hỏi như thế? Trúc Dũng thở dài, nói cháu không biết đấy thôi, gần đây mọi người ở tập đoàn Trúc Thị và Y Dược Văn Hòa bọn chú đều đang bàn tán tin đồn này. Họ nói Linh Linh đã cặp với Mạnh Văn Cương nên gia đình chú mới được thuận buồm xuôi gió như vậy. Tần Lâm cười khẩy, loại tin đồn này chắc là do Trúc Minh tạo ra. Chú Trúc cứ yên tâm, cháu bảo đảm với chú giữa Linh Linh và Mạnh Văn Cương không hề có chút quan hệ nào cả, bọn họ gặp nhau còn chưa đến 3 lần, chú đừng có lo. Nghe Tần Lâm nói xong, Trúc Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Tiểu Lâm, nếu cháu rảnh thì đi thăm Linh Linh nhé, con nhỏ đó là một người tham công tiếc việc. Chú sợ nó sẽ chịu không nổi. Dạ được, chú Trúc cứ yên tâm, bây giờ cháu sẽ đi xem thử. Đã lâu rồi anh không liên lạc với Trúc Linh Linh, vốn tưởng rằng cô đã được tập đoàn Mạnh Thị chăm sóc nên có cuộc sống rất tốt, nhưng giờ lại nghe chú Trúc nói vậy, dường như cô đang phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Tần Lâm đi tới Y Dược Văn Hòa, sau đó trực tiếp đến thẳng văn phòng tổng giám đốc. Đi ngang qua, anh thấy tất cả nhân viên đều hết sức bận rộn. Chỉ có thư ký của Trúc Linh Linh đang ở quầy tiếp tân đến đón Tần Lâm. Anh Tần, thực sự xin lỗi, gần đây Tổng Giám Đốc Trúc rất bận,
có lẽ anh phải đợi một lúc. Tần Lâm cau mày, hỏi, tại sao lại bận như thế? Thư ký thở dài, lộ ra vẻ bất lực, chẳng phải là do Y Dược Trúc Thị sao? Y Dược Trúc Thị là sản nghiệp của Trúc Minh, mặc dù hiện tại Trúc Minh không được xem là người cùng một nhà với bọn họ nữa, nhưng sản nghiệp của ông ta vẫn còn, chỉ là bọn họ chưa lấy được hạng mục của tập đoàn Hiên Viên, nên tình hình không mấy khả quan. Ban đầu Y Dược Văn Hòa của chúng tôi và Y Dược Trúc Thị là người một nhà, có rất nhiều giao dịch kinh doanh với nhau, một trong những loại thuốc bán chạy nhất của chúng tôi tên là Đường Hữu, một loại thuốc trị bệnh tiểu đường, hiệu quả vô cùng tốt nên rất được ưa chuộng trên thị trường. Nhưng sau đó tập đoàn Trúc Thị đã chấm dứt hợp tác với chúng tôi, họ đã đi xin cấp bằng sáng chế loại thuốc Đường Hữu đó, nên chúng tôi không thể nào tiếp tục sản xuất nó được nữa, kết quả khiến nhiều đơn đặt hàng phải đối mặt với việc vi phạm hợp đồng. Nên bây giờ tất cả nhân viên đang thương lượng với các nhà phân phối khác nhau, có lẽ lần này phải đền bù khá nhiều tiền. Tần Lâm cau mày, anh biết loại thuốc Đường Hữu này của tập đoàn Trúc Thị đã có từ 10 năm trước, hiệu quả vô cùng tốt, sở dĩ tập đoàn Trúc Thị tồn tại được 10 năm qua chủ yếu là dựa vào loại thuốc này. Và công thức ban đầu của nó được chú Trúc nghiên cứu phát triển nên. Sau khi nghiên cứu phát triển, chú Trúc đã không giữ một mình mà giao lại cho gia đình trực tiếp sản xuất. Nhưng không ngờ Trúc Minh lại không biết xấu hổ như vậy, còn xin cấp bằng sáng chế trước. Bởi vì ban đầu là cả gia đình nên không có hợp đồng bằng văn bản về việc ai là người nghiên cứu phát triển, Trúc Minh lại nói láo trắng trợn rằng mình là người làm ra, nên người khác cũng chẳng làm gì được. Cho dù bây giờ Trúc Dũng đi kiện ông ta đi nữa thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là sống chết mặc bây. Bây giờ Trúc Minh đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, nên bọn họ không thể nào sản xuất Đường Hữu được nữa. Nhưng sau khi ký bao nhiêu đơn hàng với nhiều công ty khác như thế, tiền cũng đã thu về rồi, lúc này mà vi phạm hợp đồng thì không chỉ thiệt hại về kinh tế, mà đến cả uy tín cũng khó lấy lại được. Y Dược Văn Hòa không còn Đường Hữu thì sau này có ai còn muốn hợp tác nữa chứ? Tần Lâm nhíu mày, vốn nghĩ rằng Trúc Minh chỉ hí hửng được mấy ngày, lúc trước ông ta còn nói sẽ khiến Trúc Dũng đến cầu xin, quả thực không hề có chút đùa giỡn. Nhưng hiện tại xem ra ông ta còn, vui vẻ, được thêm mấy ngày chứ? Tần Lâm gật đầu, tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi. Nói xong, Tần Lâm bước vào văn phòng của Trúc Linh Linh. Lúc này Trúc Linh Linh đang cau mày nghe điện thoại, giọng điệu có chút trầm xuống. Tổng Giám Đốc Tôn, ông cho tôi thêm vài tháng nữa đi, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện bằng sáng chế. Ông yên tâm, cho dù không có Đường Hữu, chúng tôi cũng sẽ alo. Alo, sau khi cúp máy, Trúc Linh Linh giận đến run người, ngay lập tức làm rơi điện thoại xuống sàn. Xong, điện thoại không rơi xuống đất mà rơi vào tay Tần Lâm. Tại sao lại tức giận đến vậy? Tần Lâm mỉm cười rồi đưa điện thoại cho cô. Trúc Linh Linh ngây ra một lúc, anh Tiểu Lâm. Ngay sau đó cô bĩu môi, mắt đỏ hoe. Trúc Linh Linh lập tức nhào tới ôm chầm lấy Tần Lâm, nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô. Cơ thể Trúc Linh Linh vô cùng mềm mại, hương thơm của cô khiến cho Tần Lâm hơi dao động. Anh sỡ mái tóc dài mượt mà của Trúc Linh Linh, mỉm cười nói. Có chút chuyện như vậy có đáng để khóc không? Trúc Linh Linh mếu máo, lộ ra vẻ mặt tủi thân, trước mặt người ngoài cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, là tổng giám đốc của một xí nghiệp, nhưng chứa mặt Tần Lâm cô chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi. Loại thuốc Đường Hữu đó rõ ràng là do bố em làm ra, nhưng bác dựa vào gì để không biết xấu hổ còn đi xin cấp bằng sáng chế chứ? Tần Lâm cười lạnh, đã lật mặt với nhau rồi, em vẫn cho rằng ông ta sẽ niệm tình thân sao? Em đưa phương thuốc của Đường Hữu cho anh xem. Trúc Linh Linh ngây ra một lúc, cô đi đến chỗ két sắt lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tần Lâm, nhưng cô cũng không có quá nhiều hy vọng. Tuy anh Tiểu Lâm là thần y, nhưng phương thuốc Đường Hữu này lại vô cùng lợi hại, nó đã có mặt trên thị trường 10 năm, trải qua nhiều lần cải tiến, nên nó hầu như không có khuyết điểm. Phải biết rằng một loại thuốc có thể bán chạy trên thị trường không chỉ dựa vào hiệu quả mà còn phải dựa vào giá thành. Xét cho cùng thì người bình thường mới là người tiêu dùng lớn nhất, nếu thuốc quá đắt thì dù có hiệu quả cũng không thể nào bán chạy được. Tần Lâm cầm phương thuốc trên tay, đọc qua một lượt rồi gật đầu. Phương thuốc này quả thật rất tốt, dược liệu sử dụng cũng rẻ, giá cả lại hợp lý, mà còn vô cùng hiệu quả trong việc ngăn chặn các biến chứng của bệnh tiểu đường. Theo như y học hiện nay thì bệnh tiểu đường là một căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi. Vậy nên chỉ cần kìm hãm các biến chứng thì sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Thuốc dùng càng lâu người ta càng quan tâm đến giá cả, Đường Hữu vừa rẻ lại vừa hiệu quả, đương nhiên sẽ được gọi là thuốc thần, Tần Lâm nói, vì Đường Hữu không thể sản xuất,
vậy mọi người có thể sản xuất thứ khác, anh sẽ cho em một phương thuốc khác để chữa bệnh tiểu đường. Tần Lâm nói xong, Trúc Linh Linh lập tức sững sờ. Chỉ tận gốc bệnh tiểu đường, anh Tiểu Lâm chắc chắn không? Nếu như nói Tần Lâm có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường, Trúc Linh Linh vẫn tin tưởng một chút, dù sao lúc trước ở bệnh viện anh cũng từng cứu ông nội mà, phương pháp chữa bệnh đương nhiên không như bình thường. Nhưng theo như Trúc Linh Linh thấy, cho dù có thể chữa được tận gốc bệnh tiểu đường thì phương pháp cũng phải cực kỳ phức tạp, không thể thiếu châm cứu xoa bóp hoặc là mấy kỹ thuật cao siêu khác của anh. Chỉ dựa vào mỗi thuốc sản xuất hàng loạt là có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường, chuyện này có thể không? Tần Lâm nói, đương nhiên là chắc chắn, anh viết phương thuốc, em dựa theo giá thành và lượng sản xuất, còn theo như tính toán của anh, mỗi bình thuốc có giá khoảng 800 tệ. 800 tệ, đắt vậy á? Tần Lâm nói xong, Trúc Linh Linh lập tức sững sờ. Chỉ tận gốc bệnh tiểu đường, anh Tiểu Lâm chắc chắn không? Nếu như nói Tần Lâm có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường, Trúc Linh Linh vẫn tin tưởng một chút, dù sao lúc trước ở bệnh viện anh cũng từng cứu ông nội mà, phương pháp chữa bệnh đương nhiên không như bình thường. Nhưng theo như Trúc Linh Linh thấy, cho dù có thể chữa được tận gốc bệnh tiểu đường thì phương pháp cũng phải cực kỳ phức tạp, không thể thiếu châm cứu xoa bóp hoặc là mấy kỹ thuật cao siêu khác của anh. Chỉ dựa vào mỗi thuốc sản xuất hàng loạt là có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường, chuyện này có thể không? Tần Lâm nói, đương nhiên là chắc chắn, anh viết phương thuốc, em dựa theo giá thành và lượng sản xuất, còn theo như tính toán của anh, mỗi bình thuốc có giá khoảng 800 tệ. 800 tệ, đắt vậy á? Đường hữu của tập đoàn Trúc Thị chỉ có giá khoảng 50 tệ một bình, bọn họ bán một bình với giá 800, ai mua nổi chứ? Tần Lâm cười nói, 800 đâu có đắt, bình thuốc này của anh có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường của bọn họ, em nghĩ 800 tệ có đắt không? Cho dù là bệnh nhân nặng thì uống 2 bình là khỏi. Trúc Linh Linh xứng STS một lúc, há miệng kinh ngạc. 800 là có thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu như có thể thực sự chữa khỏi hoàn toàn bệnh. 800 này thực sự không đắt, thậm có thể nói là cực kỳ rẻ. Một lọ thuốc đường hữu có thể uống trong nửa tháng, nếu như liên tục uống thì một năm tốn hơn 1000 tệ. Quan trọng nhất là uống loại thuốc đường hữu này chỉ có thể giữ bệnh tình ổn định chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Hiệu quả của hai loại thuốc khác nhau một trời một vực. Không ngờ, anh Tiểu Lâm lại có thể có phương thuốc như vậy. Nhìn thấy ánh mắt Trúc Linh Linh vẫn đầy hoài nghi, Tần Lâm cười. Thế này đi. Em dùng phương thuốc này để sản xuất một ít hàng test, thử nghiệm trước trên lâm sàng, sau đó phát miễn phí cho các hiệu thuốc lớn, sau khi có hiệu quả thì đưa lên thị trường. Được, vậy để em thử xem. L Tần Lâm nói như vậy rồi, Trúc Linh Linh cũng không còn lý do gì để không tin nữa. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm viết một phương thuốc đưa cho phòng sản xuất. Trúc Linh Linh hiểu một chút về dược lý, nhưng cũng chỉ hiểu sơ sơ mà thôi. Cô ấy cầm phương thuốc này đến phòng sản xuất giao cho những chuyên gia được thuê từ thủ đô của công ty y dược Văn Hòa bọn họ. Thầy Điền, tôi mới có được một phương thuốc mới, chú xem. Điền học tập đầy cặp kính dày cộm lên, cầm lấy phương thuốc, nghiêm túc nghiên cứu. Một lúc sau, Điền học tập cau mày. Trong lòng Trúc Linh Linh lột bột một tiếng, có vấn đề gì sao thầy Điền, phương thuốc này có vấn đề gì vậy? Điền học tập nói, phương thuốc này không có vấn đề gì, nói thật. Tôi cũng không thể nói được phương thuốc này có hiệu quả như thế nào, nhưng có một điều, dược liệu để điều chế phương thuốc này đắt tiền, nếu như sản xuất thì giá thành sẽ không thấp. Điền học tập chỉ là một chuyên gia điều chế thuốc, ông ấy cũng cần đứng từ góc độ của công ty để suy xét, nếu như giá thành đắt như vậy, cho dù có được sản xuất ra thì cũng không có ai mua. Trúc Linh Linh nói, trước tiên, chúng ta đừng suy xét đến giá cả, cứ sản xuất một số mẫu trước đã rồi mới nói. Điền học tập lo lắng nói, Tổng Giám Đốc Trúc, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, phương thuốc này tốt nhất nên là của một chuyên gia nổi tiếng, mấy phương cổ truyền không đáng tin, nếu như có di chứng gì thì rất khó dự tính. Trúc Linh Linh cau mày, Điền học tập nói rất có lý, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng anh Tiểu Lâm. Tôi biết rồi, chú cứ đưa vào sản xuất đi. Tổng Giám Đốc đã nói như vậy, Điền học tập cũng không biết nói gì hơn, chỉ là khi nhìn thấy phương thuốc này, trong lòng ông ấy đầy nghi hoặc. Phương thuốc trông có vẻ đơn giản này có thể thắng được đường hữu sao? Nhà họ Trúc, lúc này, đám người Trúc Minh và Trúc Tam cô ngồi trên bàn ăn ăn lầu, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Anh cả, anh đúng là thông minh thật, bản quyền sáng chế lần này mà được trình lên, y dược Văn Hòa chết chắc. Tập đoàn Mạnh Thị và tập đoàn Hiên Viên vốn kết hợp với nhau để đè ép y dược Trúc Thị của bọn họ đến mức sắp phá sản, kết quả là thiếu gia nhà họ Thư đưa ra biện pháp, khiến bọn họ lập tức hồi phục. Trúc Linh Linh chẳng phải giỏi lắm sao,
chẳng phải bám được chỗ dựa lớn sao? Lần này, không có, Đường Hữu, bác xem cháu giỏi đến đâu. Bản quyền sáng chế vừa được trình lên, Đường Hữu liền trở thành sản phẩm độc quyền của bọn họ, mấy cửa hàng toàn tỉnh thậm chí toàn quốc đều đến cầu xin bọn họ. Mà là nhà sản xuất có bản quyền sáng chế, tập đoàn Trúc Thị có tiếng nói, có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Yêu cầu đầu tiên của bọn họ là mấy cửa hàng kia bắt buộc phải cắt đứt việc hợp tác với Trúc Linh Linh. Mấy doanh nghiệp ngoại tỉnh đều không hiểu, thầm nghĩ mấy người chẳng phải người một nhà sao, sao lại đưa ra yêu cầu này. Mọi người vui vẻ đồng ý, chẳng hề do dự. Vậy nên mới có cảnh lúc nãy Trúc Linh Linh tức giận đến rơi điện thoại. Trúc Minh lạnh lùng cười một tiếng, con nhãi con Trúc Linh Linh này dám đối đầu với chúng ta, nó nghĩ mình là ai? Chẳng qua chỉ dựa dẫm được vào Mạnh Văn Cương mà thôi. Mạnh Văn Cương đâu thể một tay che trời. Mạnh Thị đúng là rất lợi hại ở Đông Hải, nhưng dù sao cũng chỉ là gia tộc mới phát triển vài năm này, vẫn có chút khác biệt với ba gia tộc có nền móng lâu đời. Có sự giúp đỡ của nhà họ Thư và nhà họ Hoa, Trúc Minh lập tức có lòng tin. Trúc Tam cô cũng thay đổi thái độ lúc trước, cười tủm tỉm nói. May mà anh cả có cách, Trúc Linh Linh chỉ dựa vào việc mình xinh đẹp trẻ tuổi, không cần mặt mũi mà bò lên giường Mạnh Văn Cương, đúng là làm mất hết thể diện của nhà họ Trúc chúng ta. Trong mắt bọn họ, tập đoàn Mạnh Thị vẫn luôn nâng đỡ Trúc Linh Linh nhất định là vì hai người bọn họ có gì đó. Cô gái này tiện thật, dạng hai chân là có thể một bước lên trời. Trúc Minh nói, nó không nhảy nhót được thêm mấy ngày đâu, vài ngày nữa không có Đường Hữu của chúng ta, cả công ty không thể tiếp tục vận hành, đến lúc đó xem ai quỳ xuống cầu xin chúng ta giúp đỡ. Lúc này cả nhà Trúc Minh vui vẻ hòa thuận. Hai ngày sau, lô thuốc đầu tiên đã được ra lò, Trúc Linh Linh tạm thời gọi nói là đường thần số 1. Điền Học Tập cầm lọ thuốc vừa được sản xuất có chút lo lắng. Tổng giám đốc Trúc, lọ thuốc bé tí thế này lại có giá 800 tệ, cô nói xem ai lại mua chứ. Trúc Linh Linh nói, nếu như có hiệu quả chữa bệnh, có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường, chú nói xem có ai lại không mua. Điền Học Tập nói, chữa tận gốc, tổng giám đốc Trúc đang nói đùa à, chỉ với mấy vị thuốc này, dù cho giá tiền có cao ngất ngường cũng không thể có hiệu quả thần kỳ đến vậy, có thể chữa trị tận gốc. Cô bị mấy tên thầy lang trên giang hồ lừa bịp rồi. Trúc Linh Linh cau mày, có hiệu quả hay không, thử nghiệm lâm sàng một chút là biết ngay, người bệnh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, Trúc Linh Linh đưa mấy quản lý cấp cao của công ty đến phòng thí nghiệm, một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi đã đợi ở đây từ sớm. Thử nghiệm rất đơn giản, trước khi dùng thuốc, đo đường huyết, sau khi uống thuốc, lại đo lại, vài tiếng sau lại đo lại tiếp. Sau đó mỗi ngày đều đến kiểm tra một lần, khoảng một tuần là có thể đưa ra được kết quả thử nghiệm. Người bệnh sau khi được đo đường huyết, liền uống, đường thần số 1 mặc dù mấy tiếng sau mới có kết quả nhưng Trúc Linh Linh đã lo lắng đi đến. Hít sâu một hơi, phương thuốc của anh Tiểu Lâm chắc không có vấn đề gì nhỉ. Vài tiếng sau, lại đo đường huyết thêm lần nữa. Trúc Linh Linh lo lắng đến mức nắm chặt nắm đấm, nhìn số liệu trên máy tính, tay chảy đầy mồ hôi. Vài giây sau, Điền Học Tập lập tức cau mày, lau mắt kính dày cộp, mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đường huyết của người bệnh hạ xuống mức bình thường rồi. Trúc Linh Linh cũng vui mừng khôn xiết, vội vã đi qua xem. Đúng là trong một khoảng thời gian ngắn, đường huyết của mấy bệnh nhân này đã được khống chế triệt để, hiệu quả của thuốc dường như tương đương với Đường Hữu. Điền Học Tập cũng khá kinh ngạc với hiệu quả của loại thuốc này, có điều, vẫn chưa đủ để cạnh tranh với Đường Hữu. Đường Hữu có sức ảnh hưởng rất lớn trên thị trường, cho dù xuất hiện một loại thuốc giống hệt với Đường Hữu, người dân cũng sẽ không mua. Nhất định phải có hiệu quả vượt trội mới được. Trúc Linh Linh nói, cho người bệnh ăn một ý thoa quả. Điền Học Tập cau mày, tổng giám đốc Trúc, cô chắc chắn không? Trúc Linh Linh gật đầu, tôi tin tưởng đường thần số 1. Người bệnh cầm một bát nho, nhìn nho trong bát, có hơi lo lắng. Tôi thực sự có thể ăn sao? Với người mắc bệnh tiểu đường mà nói, loại hoa quả có lượng đường cao như này là đại kỳ. Từ sau khi bị bệnh người bệnh hầu như không ăn hoa quả, cuộc sống bớt đi một niềm vui lớn. Bây giờ chỉ uống đường thần số 1 mà có thể ăn hoa quả. Chẳng nhẽ đây là thần dược, Trúc Linh Linh nói, cô cứ ăn vài quả đi, thử xem sao. Người bệnh mang theo thái độ thử nghiệm, ăn vài quả nho ngọt ngọt, lập tức thấy hết sức thỏa mãn. 5 phút sau, lại đo đường huyết thêm lần nữa. Điền Học Tập không khỏi lắc đầu, vừa ăn nho xong, chỉ số đường huyết trong cơ thể người bệnh nhất định rất cao, khéo không ổn bọn họ còn phải đưa người bệnh đến bệnh viện. Tuy nhiên, kết quả đo lường lại khiến Điền Học hoa quả.
Điền học tập cau mày, tổng giám đốc Trúc, cô chắc chắn không? Trúc Linh Linh gật đầu, tôi tin tưởng đường thần số 1. Người bệnh cầm một bát nho, nhìn nho trong bát, có hơi lo lắng. Tôi thực sự có thể ăn sao? Với người mắc bệnh tiểu đường mà nói, loại hoa quả có lượng đường cao như này là đại kỳ. Từ sau khi bị bệnh, người bệnh hầu như không ăn hoa quả, cuộc sống bớt đi một niềm vui lớn. Bây giờ chỉ uống đường thần số 1 mà có thể ăn hoa quả. Chẳng nhẽ đây là thần dược? Trúc Linh Linh nói, cô cứ ăn vài quả đi, thử xem sao. Người bệnh mang theo thái độ thử nghiệm, ăn vài quả nho ngọt ngọt, lập tức thấy hết sức thỏa mãn. 5 phút sau, lại đo đường huyết thêm lần nữa. Điền học tập không khỏi lắc đầu, vừa ăn nho xong, chỉ số đường huyết trong cơ thể người bệnh nhất định rất cao, khéo không ổn bọn họ còn phải đưa người bệnh đến bệnh viện. Tuy nhiên, kết quả đo lường lại khiến Điền học tập mở rộng tầm mắt. Trên màn hình chỉ xuất hiện một sự thay đổi rất nhỏ, điều này khiến ông ấy mặt đầy sửng sốt. Sao có thể chứ, sự thay đổi chỉ số đường huyết sao chỉ ít như vậy? Về lý mà nói, dù không có bất kỳ tác động nào của ngoại lực, người bệnh tiểu đường ăn nho xong, tốc độ tăng đường huyết cũng phải cao gấp mấy lần người bình thường mới đúng. Nhưng bây giờ, chỉ số đường huyết trong máu người bệnh mặc dù có tăng nhưng vẫn trong phạm vi tăng của người bình thường. Chỉ nhìn sự thay đổi về chỉ số đường huyết lần này, thì hoàn toàn không thể nhận ra người này là người mắc bệnh tiểu đường, đây rõ ràng là người khỏe mạnh bình thường. Trúc Linh Linh cũng rất kinh ngạc, chẳng nhẽ, đường thần số 1 thực sự có hiệu quả thần kỳ đến vậy. Chị gái, chị tiếp tục ăn, ăn hết bát nho này đi. Bọn họ không tin nổi, chỉ là một phương thuốc thông thường lại có hiệu quả lợi hại đến vậy. Người bệnh ăn hết một bát nho lớn, ăn xong chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, cơ thể cũng không có gì khó chịu. Ngay sau đó bọn họ lại đo đường huyết, kết quả lần này cũng thay đổi một chút so với lúc trước, nhưng vẫn trong phạm vi của người bình thường. Cũng có thể nói, nếu một người khỏe mạnh ăn nho thì cũng có chỉ số đường huyết thay đổi như vậy. Và nó chẳng khác gì so với người bệnh này, mà mới chỉ uống có một viên mà thôi. Điều này khiến Trúc Linh Linh kinh ngạc. Sau vài lần làm thí nghiệm, Điền học tập thực sự phục, gương mặt già nua lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tổng giám đốc Trúc, phương thuốc này thực sự thần kỳ. Cô lấy được nó từ đâu vậy? Đây đúng là thần dược. Một tuần sau, mấy người bệnh tham gia thử nghiệm lâm sàng đã khỏi hẳn. Bà ấy đã 2 ngày không uống đường thần số 1 rồi, bây giờ có thể ăn cơm bình thường, thậm chí có thể ăn đồ ngọt, mà chỉ số đường huyết vẫn giống y hệt người thường. Bệnh tình của chị này khá nhẹ vậy nên uống thuốc chưa đến một tuần đã khỏi bệnh. Mặc dù có hơi khoa trương nhưng có thể thấy đường thần số 1 này thực sự có tác dụng. Trúc Linh Linh vui mừng muốn chết, lập tức sản xuất lô thuốc số 2, đường thần số 2, chuẩn bị bắt đầu phân phát cho các nhà thuốc lớn, tiến hành khảo sát. Đương nhiên, trừ vỏ ngoài không giống ra, đường thần số 1 và số 2 chẳng có gì khác nhau. Phương thuốc của anh Tiểu Lâm chắc chắn không có vấn đề gì, tiếp theo bắt đầu tuyên truyền quảng cáo. Mặc dù y dược Văn Hòa không có đường hữu nhưng bọn họ có đường thần. Lần này, công ty của bọn họ không chỉ hồi phục mà còn rất thành công. 2 ngày sau, Trúc Tam cô vô cùng lo lắng về nhà, vừa vào nhà đã hét lớn. Anh cả, xảy ra chuyện rồi, anh mau xem. Trúc Minh cau mày, có chuyện gì mà phải hoảng hốt đến vậy? Con nhãi Trúc Linh Linh tạo ra một loại thuốc tên là đường thần, bây giờ bắt đầu tặng miễn phí cho các hiệu thuốc lớn. Trúc Minh lạnh lùng cười, đường thần, nó lại có thể nghĩ ra cách này nhỉ, chắc nó không dùng phương thuốc của chúng ta đâu nhỉ. Nếu như thế, chúng ta có thể kiện nó ra tòa. Trúc Tam cô lắc đầu, em lấy thuốc về rồi, phương thuốc hoàn toàn khác với chúng ta. Trên bình thuốc có viết phương thuốc, mặc dù không có liều lượng cụ thể nhưng các loại thuốc đều không giống, hiển nhiên là 2 phương thuốc khác nhau. Không có liều lượng thì bọn hoàn toàn không thể phân tích được phương thuốc này rốt cuộc có hiệu quả hay không. Trúc Minh nhìn liền cau mày, cách điều chế này với cách điều chế của đường hữu khác nhau một trời một vực, cái loại thuốc rác rưởi này thì có hiệu quả gì chứ? Để có thể cho ra cách điều chế của đường hữu, bọn họ đã phải cải tiến nghiên cứu từng chút một trong 10 năm trời, nếu như làm lại một phương thuốc khác có hiệu quả tương đương, ít nhất cũng phải mất thêm 10 năm nữa. Chỉ trong thời gian ngắn có vài ngày, Trúc Linh Linh đã có thể nghiên cứu ra một phương thuốc hoàn toàn mới, sao có thể chứ? Trúc Minh nói, loại thuốc này bọn họ bán bao nhiêu tiền? Bây giờ vẫn chưa rõ, các hiệu thuốc đều phát miễn phí. Anh cả, anh biết bọn họ tuyên truyền thế nào không? Bọn họ nói đường thần có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường. Trúc Minh vừa nghe xong lập tức cười lớn, chém gió quá đà, chữa khỏi, nó nghĩ mình là ai, hoa đà tại thế sao?
bệnh tiểu đường mà chữa khỏi được thì đúng là kỳ tích thế giới. Trúc Linh Linh đúng là bị ép đến mức không nghĩ được cách gì, bắt đầu quảng cáo láo nhỉ. Ha ha ha, con nhãi này đúng là biết làm trò. Đợi đấy, mấy ngày nữa sẽ có người nói nó quảng cáo láo. Trúc Tam cô không lạc quan như vậy, lo lắng nói. Anh cả, TH hiệu thuốc, em nghe nói người nhận thuốc đều bảo hiệu quả của thuốc rất thần kỳ, còn hiệu quả hơn đường hữu. Trúc Minh nghe xong, vẻ mặt tươi cười trầm xuống. Thật không, chẳng lẽ con nhãi này giấu chúng ta điều gì? Cách điều chế của đường hữu vốn do Trúc Dũng nghiên cứu ra, 10 năm nay đều do bố con bọn họ tiến hành nghiên cứu, chẳng nhẽ bọn họ nghiên cứu ra loại thuốc mới nhưng vẫn luôn giấu giếm không nói cho người khác. Trúc Minh lập tức hoảng hốt, ông ta là loại người ích kỷ, đương nhiên cũng nghĩ người khác rất ích kỷ. Bố con Trúc Dũng nếu như thật sự có phương thuốc giấu nào, cũng không phải không có khả năng lật ngược thế cờ. Mau lên, tìm người bệnh đến thử nghiệm loại thuốc này, không được cho Trúc Linh Linh có cơ hội trở mình. Trúc Minh thực sự hơi hoảng, bọn họ vừa mới nghĩ ra cách, kết quả là lúc sau Trúc Linh Linh đã nghĩ ra cách để đối phó. Vốn cho rằng cô ấy sẽ đến đây làm loạn một phen. Kết quả Trúc Linh Linh vẫn vững như núi Thái Sơn, tạo ra một loại thuốc mới, nếu như loại thuốc này có thể chèn ép bọn họ thì nỗ lực lúc trước của bọn họ đều đổ sông đổ biển. Trúc Minh liền mang loại thuốc này đến công ty bọn họ, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng. Kết quả thử nghiệm khiến sắc mặt Trúc Minh vô cùng khó coi. Loại thuốc này lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy. Hiệu quả của đường thần số 2 lớn hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng, con nhãi này lấy đâu ra phương thuốc này vậy? Bây giờ Trúc Minh ở Đông Hải bị tập đoàn Mạnh Thị chèn ép, chỗ dựa duy nhất của ông ta là đường hữu này, nếu như Trúc Linh Linh có thể tạo ra đường thần số 2, thì chẳng phải là ép bọn họ đến đường cùng sao? Anh cả, bây giờ phải làm gì? Sắc mặt Trúc Minh âm u, ông ta nghĩ một lúc rồi nói. Ưu thế duy nhất của chúng ta lúc này là danh tiếng, đường hữu đã có 10 năm tên tuổi, điều này không dễ gì dung chuyển, Trúc Linh Linh trong thời gian ngắn e rằng không thể đánh bại chúng ta. Trúc Tam cô nói, anh cả, anh đừng coi thường nó, em nghe nói, Trúc Linh Linh chuẩn bị bỏ ra 2 tỷ tiền quảng cáo trên đài truyền hình trung ương luôn, cái gì? 2 tỷ, nó lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Hừ, chẳng phải tập đoàn Mạnh Thị cho sao? Tập đoàn Mạnh Thị đầu tư cho bọn họ 5 tỷ để sản xuất và tiêu thụ loại thuốc đường thần số 2 này. Trúc Minh hung ác nắm chặt nắm đấm, Mạnh Văn Cương này đúng là tỉnh trùng ngập não, sao có thể bị một con nhãi mê hoặc? 5 tỷ. Bảo đưa liền đưa, em nghe nói, Trúc Linh Linh mời thầy Hầu Vân làm người phát ngôn, đã chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Cái gì cơ, Hầu Vân là diễn viên hạng A toàn quốc, hơn nữa còn là giảng viên đại học, rất ít làm mấy chuyện như làm người phát ngôn này. Sau này, bởi vì bản thân mắc bệnh tiểu đường, vậy nên chỉ có thể lui khỏi giới giải trí, nhưng đã đóng qua nhiều tác phẩm kinh điển, đi vào lòng người, thậm chí với người già cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như thầy Hầu Vân làm người phát ngôn thì độ tin tưởng sẽ tăng cực nhiều, hơn nữa ông ấy vốn là người mắc bệnh tiểu đường, nếu được chữa khỏi thì dân chúng chẳng phải sẽ điên cuồng mua sao. Không được, không được để Hầu Vân làm người phát ngôn, chúng ta phải tìm ông ấy nói chuyện. Trúc Tam cô bất đắc dĩ nói, chúng ta có cách nào chứ, nghe nói thuốc này của Trúc Linh Linh có thể chữa trị tận gốc bệnh tiểu đường, bây giờ hiệu quả lâm sàng đã tốt như vậy, nếu như thầy Hầu Vân cũng dùng loại thuốc này. Chúng ta vốn chẳng có cách nào đàm phán. Trúc Minh nghĩ ngợi một lúc, chỉ dựa vào năng lực của ông ta e rằng rất khó, chỉ có thể dựa vào thế lực của nhà họ Thư. Ông ta cầm điện thoại lên gọi cho Thư Kim Liệt, cậu ấm nhà họ Thư. Thư nhị thiếu gia, tôi là Trúc Minh đây, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ở bên khác, ở công ty của Trúc Linh Linh, mọi người đều khá nhàn nhã, bận bịu nửa tháng nay rồi, lô hàng thứ nhất của đường thần số 2 đã được sản xuất gần xong rồi. Bây giờ chỉ còn lại việc quảng cáo và tiêu thụ. Trúc Linh Linh ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng vui vẻ, trong khoảng thời gian này, đường thần số 2 vẫn không ngừng được thử nghiệm lâm sàng. Sự thực chứng minh, đường thần số 2 thật sự có hiệu quả, thực sự có thể chữa hết bệnh tiểu đường, một khi được đưa lên thị trường, nhất định sẽ gây chấn động. Trúc Linh Linh cực kỳ tự tin với loại thuốc này, vậy nên bây giờ chỉ còn lại bước quảng cáo. Không thể không nói, phương thuốc của anh Tiểu Lâm thực sự quá lợi hại. Sự giúp đỡ của anh đã giải quyết được vấn đề lớn trong việc sản xuất, về việc quảng cáo thì anh Tiểu Lâm không giúp đỡ được. Ngay lúc Trúc Linh Linh đang vui mừng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, thầy Hầu ạ, Tổng Giám Đốc Trúc, thật ngại quá, tôi không thể làm người đại diện cho đường thần số 2 được nữa. Hả, thầy Hầu Vân, chúng ta sắp ký hợp đồng rồi,
bên chú đã xảy ra chuyện gì thế? Hiệu quả của thuốc không tốt sao? Hầu Vân ngập ngừng, Tổng Giám Đốc Trúc, hiệu quả của đường thần số 2 vô cùng tốt, bây giờ tôi đã hoàn toàn bình phục, cảm ơn cô rất nhiều, nhưng vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể làm người đại diện cho bên cô được nữa, thực sự xin lỗi cô. Trúc Linh Linh sững ra một lúc, thầy Hầu Vân, có gì chú cứ nói ra, biết đâu tôi có thể, Trúc Linh Linh còn chưa kịp nói hết câu, Hầu Vân đã cúp máy. Nghe thấy đầu dây bên kia báo bận, Trúc Linh Linh chợt cau mày. Chẳng phải đã bàn xong hết rồi sao, tại sao đến phút chót lại đổi ý chứ? Lúc này, Tần Lâm bước vào, vì nghe nói đường thần số 2 của bọn họ sắp được ra mắt trên thị trường nên anh đến xem thử. Linh Linh, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy nét mặt đầy vẻ lo lắng của Trúc Linh Linh, Tần Lâm hỏi. Trúc Linh Linh vẫn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh Tiểu Lâm đến rồi, việc quảng cáo bên bọn em có chút vấn đề, ban đầu vốn đã định thầy Hầu Vân sẽ là người đại diện cho bên em. Nhưng không biết tại sao chú ấy đột nhiên từ chối, hơn nữa còn không thèm nghe máy. Thảo nào Trúc Linh Linh không hiểu được, Hầu Vân đó sau khi dùng đường thần số 2 được một tuần mới quyết định làm người đại diện, lúc đó đồng ý hết sức vui vẻ, thái độ lại còn rất tốt, không ngỡ bây giờ lại nuốt lời. Tần Lâm nhíu mày, hẳn phải có gì đó mờ ám, Hầu Vân đột nhiên nuốt lời, chắc chắn là đang có người gây khó dễ. Lúc này, thư ký đột nhiên bước vào, nói, Tổng Giám Đốc Trúc. Trúc Minh đến rồi. Trúc Linh Linh cau mày, bác đến đây làm gì? Cho ông ta vào. Trúc Minh và Trúc Tam cô cùng nhau bước vào văn phòng sang trọng này, nhìn thấy Y Dược Văn Hòa không giống như xưa, trong lòng hai người cảm thấy đố kỵ vô cùng. Linh Linh thật sự khác so với trước đây, công ty này cũng đã được sửa sang lại toàn bộ, chắc cũng lấy không ít tiền từ Mạnh Văn Cương nhỉ. Trúc Linh Linh cũng không thèm để ý đến cái thái độ kỳ quái của bọn họ, cô khoanh tay dựa vào bàn, mất kiên nhẫn nói. Có gì nói mau đi, nếu không có gì thì tôi mời hai người ra khỏi đây. Vẻ mặt Trúc Minh lộ chút bớn cợt, đương nhiên là có chuyện rồi, bác nghe nói việc quảng cáo bên cháu có vấn đề đúng không? Trúc Linh Linh cau mày, ông đã làm gì? Ha ha, cháu đừng nói lung tung, thầy Hầu Vân không làm người đại diện cho bên cháu là do ông ấy lựa chọn, chẳng liên quan gì đến bác cả. Trúc Linh Linh siết chặt nắm đấm, các người có thấy mình hèn hạ không? Thủ đoạn như thế này cũng làm được sao? Trúc Minh hừ lạnh, nói về thủ đoạn chắc bác cũng không bằng cháu được đâu, bác có thể nói cho cháu biết, tất cả người nổi tiếng ở Đông Hải sẽ không làm đại diện cho bên cháu đâu, cho dù đường thần số 2 có tốt hơn nữa thì cũng sẽ không được tuyên truyền mạnh mẽ, theo bác thấy, chi bằng cứ hợp tác với bác đi, bán phương thuốc của đường thần số 2 lại cho bác, cháu thấy thế nào? Ông mơ đi, Trúc Minh cười lạnh, được, nếu đã như vậy thì các người cứ đợi đấy. Tôi cũng muốn xem một sản phẩm không được tuyên truyền thì các người sẽ bán như thế nào, muốn mọi người truyền tai nhau sao? Ha hai nói xong, hai người quay lưng rời đi. Ông ta nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi trên sofa, sau đó trợn mắt hừ lạnh một tiếng rồi mới rời khỏi. Tần Lâm cười với vẻ điềm đạm. Họ Trúc kia, lúc đầu tôi đã nói muốn Linh Linh quay về, ông phải quỳ xuống cầu xin. Bây giờ lại lật lọng sao, tôi muốn các người phải quỳ 3 ngày. Trúc Minh nghe vậy liền cười khẩy, cậu nằm mơ à, bản thân các người còn khó giữ, lại còn ở đây phát ngôn bừa bãi. Bảo tôi quỳ xuống cầu xin nó, còn lâu, nói xong, cả hai cùng rời đi. Trúc Linh Linh giận điên người, ông bác này quả thật không biết xấu hổ, đường hữu mà bố con họ làm ra lại bị ông ta xin cấp bằng sáng chế trước. Bây giờ bọn họ lại muốn cách điều chế của đường thần nữ ư. Mấy người nằm mơ đi, sau khi cả hai rời khỏi. Trúc Linh Linh lấy điện thoại ra rồi gọi cho một vài quản lý nghệ sĩ nổi tiếng ở Đông Hải, nhưng tất cả đều bị từ chối. Lý do từ chối thì nhiều nhưng kết quả chỉ có một, đó là từ chối làm người đại diện. Trúc Linh Linh cau mày, chắc chắn là do Trúc Minh làm. Tần Lâm cười khẩy, ông ta không có bản lĩnh đó đâu, chắc là có người chống lưng. Trúc Linh Linh thở dài, phương thuốc này nếu như không được quảng bá, e là khó có thể thắng được đường hữu, phải làm thế nào đây? Nhìn thấy Trúc Linh Linh mặt trao mày ủ, Tần Lâm liền hỏi, hay là, anh tìm một ngôi sao để làm người đại diện nhé? Trúc Linh Linh ngây ra, sau đó cười khổ, anh Tiểu Lâm, anh nào có quen người nổi tiếng, anh không giúp được em đâu. Cũng may, thật ra anh có quen một người. Hả, anh thật sự quen sao? Nhưng có quen biết thì cũng vậy thôi, nếu muốn quảng cáo trên đài truyền hình trung ương thì các ngôi sao tuyến 2 tuyến 3 đó cũng không giúp được. Ít nhất cũng phải là cái tên mà mọi người quen thuộc như Hầu Vân. Tần Lâm ngập ngừng, anh quen Tô Văn Kỳ, không biết có được không? Trúc Linh Linh sững ra một chốc,
sau đó cười gượng, anh Tiểu Lâm, chắc anh đang đùa với em đấy hả? Tuy Hầu Vân là diễn viên hạng nhất nhưng dù gì ông ấy cũng đã bắt đầu mờ nhạt rồi, bây giờ chỉ có thể xem như là diễn viên tuyến 1. Còn Tô Văn Kỳ là, siêu cấp, tuyến 1, là thiên hậu đó, sức ảnh hưởng của cô ấy trong giới giải trí không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu thật sự có thể mời được một nhân vật lớn như Tô Văn Kỳ, thì còn thèm mời Hầu Vân làm gì? Tần Lâm hỏi, anh không đùa, anh chỉ lo rằng, không biết Tô Văn Kỳ có thân thiện không? Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tần Lâm, Trúc Linh Linh nói. Anh Tiểu Lâm, anh không đùa em chứ? Đương nhiên là không, Trúc Linh Linh đột nhiên cảm thấy kích động. Nếu như có thể mời Tô Văn Kỳ, chắc chắn hiệu quả quảng cáo sẽ bùng nổ đó. Bản thân Tô Văn Kỳ có thực lực, lại còn là thiên hậu, hẳn sẽ mang đến vô số lượng truy cập. Hơn nữa fan hâm mộ của cô ấy cũng đủ mọi lứa tuổi, đương nhiên là được. Bệnh nhân tiểu đường không chỉ có người trung niên và thanh thiếu niên, ngay cả phụ nữ mang thai và trẻ em cũng có thể mắc bệnh tiểu đường, vậy nên nếu mời được Tô Văn Kỳ thì lại càng thích hợp. Nhìn Trúc Linh Linh nói một cách khoa trương, Tần Lâm gật đầu. Vậy để anh thử xem, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tô Văn Kỳ, mấy chục giây sau cô mới nghe máy. Alo, có chuyện gì thế? Giọng nói của Tô Văn Kỳ lạnh lùng điềm tĩnh, xen chút bực dọc, như thể cô đang diễn. Bên cạnh có người à? Ừm, chỉ khi có người ở bên, Tô Văn Kỳ mới tỏ ra lãnh đạm như vậy để giữ hình tượng mà cô tạo nên. Vậy tôi nói ngắn gọn nhé, tôi có một việc cần mời cô làm người đại diện. Lát nữa nói xong, Tô Văn Kỳ lập tức cúp máy. Tần Lâm ngây ra một lúc, bất lực lắc đầu. Trúc Linh Linh cau mày, anh Tiểu Lâm, có vấn đề gì sao? Không tiện nói, cô ấy bảo đợi cô ấy một lát. Được thôi, Trúc Linh Linh có chút thất vọng, xem ra quan hệ của anh Tiểu Lâm với ngôi sao lớn cũng chỉ bình thường mà thôi, nếu không thì người ta đâu cúp máy ngang như vậy. Một lúc sau, Tô Văn Kỳ gọi lại. Alo, alo, vừa trốn được rồi, vừa nãy tôi có một cuộc họp báo, phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi, phiền chết được. Tô Văn Kỳ trở lại với giọng điệu vui tươi của cô, mặc dù cô đang phàn nàn nhưng vẫn rất vui vẻ. Lúc nãy anh nói làm người đại diện gì thế? Tần Lâm nói sơ qua tình hình phía Trúc Linh Linh, hy vọng Tô Văn Kỳ có thể chấp nhận làm người đại diện cho đường thần số 2. Tô Văn Kỳ nghe xong liền mỉm cười. Mời tôi làm người đại diện cũng được thôi, nhưng anh định báo đáp gì cho tôi đây? Nếu như ai nghe được Tô Thiên Hậu có thể làm nữ như vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, đây còn là Tô Thiên Hậu xinh đẹp lạnh lùng sao? Vậy cô nói tôi phải làm sao mới được? Được. Vậy anh hãy dẫn tôi đi ăn vặt trong vòng một tháng, không được nuốt lời đó. Tần Lâm mỉm cười, được, Tô Văn Kỳ này có chỗ nào giống thiên hậu chứ? Vậy được, quay về tôi sẽ kêu quản lý liên lạc với Y Dược Văn Hòa, bây giờ tôi lại phải đi gặp phóng viên rồi, bye bye. Sau khi cúp điện thoại, Trúc Linh Linh trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc, vừa rồi cô cũng nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Anh Tiểu Lâm, vừa rồi có phải Tô Văn Kỳ gọi cho anh không? Mặc dù cô không phải người hay đu idol, nhưng cô biết Tô Văn Kỳ nổi tiếng xinh đẹp lạnh lùng, ngay cả với người hâm mộ, phóng viên, thậm chí những người nổi tiếng đình đám khác, cô ấy cũng đều tỏ ra thái độ hờ hững đó. Nhưng cô ấy lại dùng cái giọng nũng nịu đó để nói Tô Văn Kỳ nghe xong liền mỉm cười. Mời tôi làm người đại diện cũng được thôi, nhưng anh định báo đáp gì cho tôi đây? Nếu như ai nghe được Tô Thiên Hậu có thể làm nữ như vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Đây còn là Tô Thiên Hậu xinh đẹp lạnh lùng sao? Vậy cô nói tôi phải làm sao mới được? Được, vậy anh hãy dẫn tôi đi ăn vặt trong vòng một tháng, không được nuốt lời đó. Tần Lâm mỉm cười, được, Tô Văn Kỳ này có chỗ nào giống Thiên Hậu chứ? Vậy được, quay về tôi sẽ kêu quản lý liên lạc với Y Dược Văn Hòa, bây giờ tôi lại phải đi gặp phóng viên rồi, bye bye. Sau khi cúp điện thoại, Trúc Linh Linh trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc. Vừa rồi cô cũng nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Anh Tiểu Lâm, vừa rồi có phải Tô Văn Kỳ gọi cho anh không? Mặc dù cô không phải người hay đu idol, nhưng cô biết Tô Văn Kỳ nổi tiếng xinh đẹp lạnh lùng, ngay cả với người hâm mộ, phóng viên, thậm chí những người nổi tiếng đình đám khác, cô ấy cũng đều tỏ ra thái độ hờ hững đó. Nhưng cô ấy lại dùng cái giọng nũng nịu đó để nói chuyện với anh Tiểu Lâm. Tần Lâm chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại bàn của Trúc Linh Linh đã vang lên. Alo. Cho hỏi cô có phải là Tổng Giám Đốc Trúc của Y Dược Văn Hòa không? Tôi đây, chị là. Tôi là người của công ty giải trí Nguyệt Tỉnh, cứ gọi tôi chị Điền là được. Tôi là người quản lý của Tô Văn Kỳ, nghe nói quý công ty đang cần người đại diện đúng không?
Trúc Linh Linh nhất thời vô cùng sững sờ, trợn tròn hai mắt, vừa vui vừa kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm giỏi quá thể, đây thật sự là quản lý của Tô Văn Kỳ sao? Chỉ một cuộc liên lạc đơn giản qua điện thoại đã giải quyết xong xuôi, phía chị Điền đã sẵn sàng để ký hợp đồng, thậm chí họ còn không hỏi chi phí đại diện, chuyện vui như thế này thực khó mà tưởng tượng ra nổi. Sau khi cúp máy, Trúc Linh Linh trở nên phấn khởi, được Tô Văn Kỳ làm người đại diện thì hoàn toàn không phải lo gì nữa rồi. Phía Tô Văn Kỳ vô cùng hợp tác, trong vòng 2 ngày đã quay xong quảng cáo, tuy rằng vẫn chưa bàn Thiên Hậu làm người đại diện về vấn đề tiền bạc, nhưng cuối cùng Trúc Linh Linh cũng hết sức hào phóng đưa ra mức giá đại diện cho mỗi năm là 5 triệu. Cái giá này cũng phù hợp với độ nổi tiếng của Tô Văn Kỳ, dù sao bây giờ Trúc Linh Linh cũng không thiếu tiền, cô tin rằng sau khi Đường Thần số 2 có mặt trên thị trường, chắc chắn nó sẽ tạo nên chấn động lớn, đến lúc đó chỉ cần đợi để đếm tiền mà thôi. Tối hôm đó, gia đình Trúc Minh vẫn đang ăn uống thong dong ở nhà, trên bàn bày toàn sơn hào hải vị, cả nhà cùng nhau vui vẻ thưởng thức. Đột nhiên TV chuyển sang chương trình quảng cáo, Đường Thần số 2, thuốc trị bệnh tiểu đường. Trúc Minh cười khẩy, Trúc Linh Linh này vẫn chưa chịu từ bỏ, không ai chịu làm người đại diện lại dám quảng cáo trên đài truyền hình trung ương, tiền không có chỗ để tiêu à. Sau câu mỡ màn, tiếp theo đó khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tô Văn Kỳ hiện lên. Nhìn thấy Tô Văn Kỳ xuất hiện, sắc mặt Trúc Minh và Trúc Tam cô thay đổi rõ rệt. Tô Văn Kỳ, cho dù không hiểu biết về giới giải trí, nhưng họ vẫn biết tên tuổi Tô Văn Kỳ, một ngôi sao nổi tiếng và là một ca sĩ thiên hậu. Tuy Hầu Vân có thâm niên nhưng xét về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng thì không thể so sánh được với Tô Văn Kỳ. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không ngờ Trúc Linh Linh lại có thể mời được Tô Văn Kỳ. Trong quảng cáo, Tô Văn Kỳ đóng vai một phóng viên. Theo máy quay đi vào nhà một người dân, trong nhà có một bệnh nhân tiểu đường đang nằm trên giường, tiêm insulin vào bụng để hạ đường huyết rồi sau đó dùng bữa. Lúc này, Tô Văn Kỳ tặng người đó đường thần số sau khi bệnh nhân uống xong, đo lại đường huyết, đến khi có kết quả thì cả gia đình đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó bệnh nhân hào hứng ăn bát cơm đã lâu rồi vẫn chưa được ăn, uống một loại nước đã lâu rồi chưa được uống. Thời lượng quảng cáo không dài, hơn 30 giây, toàn bộ quảng cáo đều không có lời thoại mà chỉ có nhạc, nhưng đã làm nổi bật đường thần số 2, có một vài chuyển động chậm rãi, thoạt nhìn thì loại quảng cáo này không sáng tạo lắm, chỉ thuộc dạng bình thường mà thôi. Nhưng đối với việc quảng bá thì nó đã đi sâu vào lòng người. Phải biết rằng Trúc Linh Linh có 2 tỷ tiền quảng cáo, vậy nên cô sẽ không tiết kiệm trong việc làm quảng cáo. Loại quảng cáo này có tác dụng vô cùng thần kỳ với công chúng, cộng thêm danh tiếng của Tô Văn Kỳ thì sẽ càng thêm lợi hại. Sau khi quảng cáo chiếu xong, cả nhà Trúc Minh đều im lặng, sắc mặt vô cùng u ám. Nếu đường thần số 2 này có mặt trên thị trường, e là sẽ không cản được, tác dụng tốt, có tuyên truyền. Có người đại diện, một khi được tung ra lập tức sẽ gây chấn động. Họ bán thuốc này bao nhiêu? Hình như hơn 800. Hơn 800, Trúc Minh nghiến răng nghiến lợi, ông ta biết hiệu quả của loại thuốc này, đừng nói là 800, cho dù 8.000 thì cũng có người mua. Nếu giá bên Trúc Linh Linh cao hơn một chút thì tốt, Trúc Minh lại có thể bán ở thị trường tiêu thụ cấp thấp để cung cấp dịch vụ cho những người không có khả năng mua thuốc đắt tiền. Nhưng hiện tại đường thần số 2 có giá hơn 800 tệ cũng không phải quá đắt. Những bệnh nhân có thể một tháng mua 2 chai đường hữu chắc chắn sẽ mua được đường thần số 2. Chẳng phải vậy là toi rồi sao? Một lúc sau, điện thoại Trúc Minh vang lên. Alo, Tổng Giám Đốc Hứa. Cái gì, muốn chấm dứt hợp đồng với chúng tôi? Nhưng hợp đồng của chúng ta vẫn còn thời hạn nửa năm, anh đang vi phạm hợp đồng đấy. Vài giây sau, sắc mặt Trúc Minh bỗng trở nên u ám trầm trọng, vẻ mặt của ông ta thay đổi mấy lần. Sau đó cau mày, cúp điện thoại với vẻ mặt ủ rũ. Tổng Giám Đốc Hứa thà vi phạm hợp đồng và chấm dứt hợp tác với chúng ta, họ muốn giành quyền đại lý của đường thần số 2. Trúc Tam cô đập bàn đứng dậy, cái gì? Con nhỏ đó lại gây tiết ngại à? Lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác sao? Nó có phải là người của nhà họ Trúc không đấy, không biết xấu hổ hay gì? Trúc Tam cô là một người ích kỷ, lúc chỉ trích người khác thì tam quan vô cùng đúng đắn, nhưng lại không thèm nghĩ bản thân đã làm những gì. Bọn họ đã quên sạch những gì đã làm với Trúc Linh Linh trước đây. Trúc Minh thở dài, xong rồi, Trúc Linh Linh đúng là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết mà. Trúc Tam cô suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên nói. Anh cả, em còn một cách. Cách gì, em nghe nói ông chủ của tập đoàn Hiên Viên không phải là Mạnh Văn Cương, mà là một người khác. Trúc Minh nhướng mày, ồ,
Làm sao em biết được? Em quen một trong số tổng giám đốc của họ, anh ta nói rằng ông chủ của tập đoàn Hiên Viên là một nhân vật máu mặt, thậm chí cả Mạnh Văn Cương cũng chỉ làm thuê cho người đó. Trúc Minh nghe xong cũng hơi kinh ngạc, tập đoàn Mạnh Thị lớn như vậy lại đi làm công cho người khác. Nhưng chuyện này cũng có chút đáng tin, dù sao trong một tháng qua, tập đoàn Mạnh Thị đã gần như tập trung toàn bộ vốn lưu động, nhân lực và vật lực vào tập đoàn Hiên Viên. Cứ như thể tập đoàn Hiên Viên này là ngành kinh doanh chính của tập đoàn Mạnh Thị vậy. Vốn dĩ không hề có lý do gì cho chuyện này, tập đoàn Mạnh Thị đã đứng vững ở Đông Hải nhiều năm như vậy, cho dù dư luận hay khách hàng đều vô cùng vững chắc, hoàn toàn không có lý do gì để thành lập một công ty mới cạnh tranh với chính mình. Bây giờ có vẻ như tập đoàn Hiên Viên mới là ông chủ thực sự. Mạnh Văn Cương chỉ là người làm công. Trúc Minh nhìn Trúc Tam Cô, hỏi, em ba, ý em thế nào? Trúc Tam Cô nở một nụ cười nham hiểm, sau đó điềm đạm nói. Anh cả, nếu Mạnh Văn Cương chỉ là người làm công, ông ta dựa vào quyền lực của mình đưa cho tình nhân nhỏ Trúc Linh Linh một khoản tiền đầu tư hàng tỷ tệ, anh nói xem nếu ông chủ lớn biết được sẽ như thế nào đây? Hai mắt Trúc Minh đột nhiên sáng lên, ý của em là, muốn lật đổ Mạnh Văn Cương. Trúc Tam Cô mỉm cười, Mạnh Văn Cương giúp đỡ Trúc Linh Linh, còn nhà họ Thư và nhà họ Hoa lại giúp đỡ chúng ta, một khi Mạnh Văn Cương thất thế thì. Những lời sau đó Trúc Tam Cô không nói, nhưng hiển nhiên một khi Mạnh Văn Cương bị lật đổ thì y dược Trúc Thị của bọn họ sẽ được vực dậy. Cách này quả thật là tốt, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể nói chuyện với ông chủ của tập đoàn Hiên Viên đây? Anh cả, chuyện này anh yên tâm, em quen tổng giám đốc của tập đoàn Hiên Viên, chuyện này cứ để em nói với anh ta. Được, em ba, em cứ làm đi, nếu chuyện này thành công thì em sẽ trở thành người hùng của gia đình chúng ta. Trúc Tam Cô gật đầu, lập tức đi xử lý. Chẳng mấy chốc, ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc tại tập đoàn Hiên Viên, Trúc Tam Cô đã ngồi trên đùi một người đàn ông trung niên, vòng tay qua cổ ông ta, khẽ ưỡn người, trêu chọc người đàn ông bên cạnh. Anh Tiền, anh giúp em đi. Tiền Đông Lai nuốt nước bọt, có hơi do dự. Không phải anh không giúp em, tố cáo tổng giám đốc Mạnh không phải là chuyện nhỏ, anh phải suy nghĩ kỹ mới được. Có gì để suy nghĩ chứ, Mạnh Văn Cương sống không có chừng mực, lại thông đồng với cháu gái em, dùng quyền lực để đạt được lợi ích cá nhân, còn cho nó 5 tỷ đầu tư vào cái công ty rách nát đó, bằng chứng như vậy vẫn chưa đủ sao. Tiền Đông Lai cau mày, em chắc chắn tổng giám đốc Mạnh có quan hệ với cháu gái em sao? Còn phải nói nữa sao, chẳng lẽ em còn không hiểu cháu gái mình? Nếu như họ chưa từng lên giường thì làm sao y dược Văn Hòa lại có số tiền đầu tư lớn như vậy được? Tiền Đông Lai gật đầu, đúng là như vậy, y dược Văn Hòa vốn không hề có năng lực đó. Về phần đầu tư, hoàn toàn không cần đầu tư một số tiền lớn như thể vào một công ty, khiêm tốn, như vậy. Lúc đầu tập đoàn Hiên Viên rót vốn 5 tỷ, 4 tỷ 9 đã đưa cho y dược Văn Hòa, sau đó tập đoàn Mạnh Thị lại chuyển khoản 5 tỷ tiền đầu tư khác, tức là 10 tỷ tất cả. Nếu nói không có quan hệ mờ ám trong đó thì ai tin được đây? Trúc Tam Cô sượt qua sượt lại trên người Tiền Đông Lai, óng nghẹo hỏi. Anh Tiền, có thật anh đã từng gặp qua ông chủ thực sự của mình chưa? Chắc chắn Mạnh Văn Cương làm công cho ai đó không? Loại thần dược như đường thần số 2 dường như không cần phải lo về doanh số. Trước mắt chỉ bán trong tỉnh, sẽ nhanh chóng mở rộng ra phạm vi cả nước. Đến lúc đó y dược Văn Hòa cần mở rộng quy mô, hoặc là tuyển đại lý hoặc là tự mở công ty. Bất luận thế nào thì công ty sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Hơn nữa chưa đến nửa năm nhất định sẽ mở thị trường hải ngoại, đến lúc đó tuyển thêm vài đại lý nước ngoài, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng vùn vụt. Có bài học lần trước rồi nên lần này Trúc Linh Linh đã xin bằng sáng chế trước. Đương nhiên là thông qua sự đồng ý của Tần Lâm. Phương thuốc này chỉ là một phương thuốc rất bình thường đối với Tần Lâm, anh đã tặng cho Trúc Linh Linh. Sau khi làm xong mọi việc, cả nhà đang vui vẻ, đột nhiên Trúc Dũng nhận được cuộc điện thoại của lão gia, sau khi nói vài câu thì ông nhíu mày lại. Advertisement bố, sao thế? Trúc Dũng nói, ông còn bảo chúng ta tối nay về ăn cơm, ông ấy có chuyện muốn nói. Trúc Linh Linh cũng cau mày lại, có khi nào lại liên quan đến nhà bác cả không? Vào thời điểm quan trọng này lão gia gọi họ về ăn cơm, rõ ràng là vì chuyện của Trúc Minh, lẽ nào ông cụ muốn cầu xin? Tần Lâm nói, rất có khả năng là vậy, có điều lời anh nói trước đây không phải là đùa, nếu như Trúc Minh muốn nhận lỗi, bảo bọn họ quỳ 3 ngày Trúc Linh Linh cũng hừ một tiếng, không sai, bọn họ đã mặt dày như thế, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được. Buổi tối cả nhà Trúc Linh Linh và Tần Lâm đến nhà họ Trúc,
vừa vào trong liền thấy Trúc Minh Quỷ đấm chân cho lão ra, sắc mặt tiều tụy, Trúc Tam cô cũng như vậy, xem ra hai ngày nay bọn họ rất u sầu. Thấy Trúc Dũng vào, Trúc Minh vội đứng dậy, lão nhị, Linh Linh đến rồi, mau vào trong đi, hôm nay chúng ta gói bánh bao. Trúc Minh nở nụ cười nịnh bợ, thực sự khiến người ta buồn nôn. Chỉ có Vương Vân tiến lên tiếp lời, cười ha ha rồi nói. Anh trai khách sáo quá. Sau khi cả nhà ngồi xuống, Trúc Tam Đao im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không thể nào chịu nổi bèn nói. Thằng hai bố nghe nói, con và anh trai có chút mâu thuẫn. Mặc dù Trúc Tam Đao đã không màng thế sự, chuẩn bị dưỡng lão rồi, nhưng trong gia tộc xảy ra chuyện, ông cụ vẫn phải can thiệp. Ông đặc biệt lo lắng cho hai đứa con trai này. Trúc Dũng nói, bố, không giấu gì bố, anh trai đã đuổi cả nhà con ra khỏi nhà, e rằng chuyện này anh ta không nói cho bố biết đúng không ạ? Trúc Minh vội nói, tôi chỉ là nhất thời nóng giận thôi mà, hoàn toàn là bị kích động, nói xong là thôi, ai ngờ các người lại tưởng thật. Lão nhị, cậu nói đi là đi, rời khỏi nhà họ Trúc cũng không nói với bố một tiếng, lẽ nào đủ lông đủ cánh rồi muốn bay một mình sao? Mặt Trúc Linh Linh biến sắc, vội nói, bác cả, bác đừng có mà ngậm máu phun người có được không? Người bác cả này đúng là vô liêm sỉ, người ác lại đi tố cáo trước, rõ ràng là ông ta đuổi nhà cô đi. Kết quả lại nói như mình không biết gì vậy. Vương Vân nghe thấy lời này, có vẻ như về nhà họ Trúc có kịch xem rồi. Được rồi Linh Linh, đừng nói nữa, nếu đã là hiểu lầm vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói cho rõ ràng, bổ cũng có mặt ở đây, không truy cứu ai cả, sau này cả nhà ta vẫn hòa thuận với nhau. Nghe Vương Vân nói những lời này, Trúc Minh mừng rỡ. Vẫn là em dâu thấu tình đạt lý, trước đây coi như anh trai không đúng, anh xin lỗi các em. Trúc Minh cười ha ha rồi kính một ly rượu. Tần Lâm cười khẩy, kính rượu là xong sao? Ông Trúc, ông còn nhớ những lời trước đây tôi nói chứ, đợi đến lúc ông cầu xin Linh Linh, tôi phải bắt ông phải quỳ 3 ngày. Mặt Trúc Minh biến sắc, u ám nói. Thằng nhóc này cậu đừng có mà quá đáng quá, đây là chuyện của nhà họ Trúc chúng tôi, ai cho cậu xen vào chứ? Vương Vân cũng hử lạnh lùng một tiếng, đúng vậy, một người ngoài như cậu có thể lo được chuyện nhà chúng tôi sao? Cậu tưởng mình là ai chứ? Trúc Linh Linh không chịu nổi bèn nói. Sao mẹ có thể nói như thế chứ? Nếu không phải anh Tiểu Lâm giúp đỡ, bác cả sẽ cúi đầu sao? Vương Vân hừ một tiếng, chẳng qua chỉ là đóng góp một phương thuốc, ai biết được cậu ta lấy từ đâu chứ? Ăn may thôi mà, cùng lắm thì đưa tiền, sao nào, còn muốn cổ phần của công ty chúng tôi sao? Trúc Minh nói, em dâu nói không sai, tên họ Tần này ghen tị nhà chúng ta sống tốt, không muốn cả nhà ta hòa thuận. Tần Lâm cười khẩy, hòa thuận, ban đầu lúc ông đuổi Linh Linh và chú Trúc ra khỏi nhà, sao không nói đến hòa thuận? Lúc ông tự đi xin bằng sáng chế, khiến tất cả người trong ngành đều cô lập y dược Văn Hòa, sao không nói đến hòa thuận? Lúc ông làm chó cho người khác, cầu xin người ta gây thiệt hại cho người đại diện của đường thần số 2, sao không nói đến hòa thuận? Bây giờ ông bất lực, không còn cách gì nữa nên mới nói đến chuyện hòa hợp, sao ông lại mặt dày như vậy chứ? Trúc Minh bị Tần Lâm kể tội đến mức tái mét mặt. Láo toét, đây là chuyện nhà chúng tôi liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cút ra ngoài, Trúc Tam Đao cũng hử lạnh lùng một tiếng. Câm mồm, cái gì mà nhà tôi nhà cậu, Tiểu Lâm vốn dĩ cũng được coi là một nửa nhà họ Trúc, để tôi xem ai dám đuổi thằng bé ra ngoài. Trúc lão gia vừa nói xong, lập tức tất cả mọi người đều không dám hé răng. Trúc Linh Linh nói, ông nội, lúc ông nằm viện, chắc ông cũng rõ bác cả đối xử với cháu thế nào, bây giờ nói dăm 3 câu là muốn cháu về, cháu không làm được. Dù sao đã nói trắng ra rồi, Trúc Lâm Lâm cũng không thể nuốt trôi cục tức này được. Sắc mặt của Trúc Tam Đạo trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Trúc Minh rồi hừ một tiếng. Thằng cả, con đã phạm sai lầm, còn gì để nói nữa? Trúc Minh cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta nợ 500 triệu, nếu như Trúc Linh Linh không chịu giúp đỡ, ông ta sẽ phải ngồi tù. Bố, là con sai, con không nên đối xử như thế với nhà lão nhị. Tần Lâm hừ lạnh lùng một tiếng, không cần phải xin lỗi, tôi nói rồi, bắt ông phải quỳ 3 ngày, không được thiếu 1 ngày nào. Cậu, thái độ của Tần Lâm vô cùng kiên quyết, Trúc Tam Đao cũng do dự một lát, nhìn Trúc Linh Linh rồi hỏi. Trúc Linh Linh, cháu cũng có ý này sao? Trúc Linh Linh nói, ý của anh Tiểu Lâm chính là ý của cháu. Trúc Tam Đao lộ vẻ mặt khó coi, dù sao cũng là gia chủ. Ông cụ vẫn mong sao cả nhà hòa hợp vui vẻ. Thế này đi, thằng cả thực sự đã làm sai, bảo nó quỳ cũng là điều nên làm, có điều dù sao cũng là bác cả của Linh Linh,
để nó quỳ trước mặt cháu thì không được thích hợp cho lắm. Trúc Linh Linh nói, không cần quỳ với cháu cũng không thèm, bảo bác ấy quỳ 3 ngày trước bài vị tổ tông đi mặt Trúc Minh tối sầm lại, mặc dù rất ấm ức nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý, còn hơn là quỳ 3 ngày trước nhà Trúc Linh Linh. Được, các người yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi quỳ. Bố, quãng thời gian này bố bị bệnh nên không biết, bây giờ Linh Linh phất lên rồi, nghe nói có quan hệ thân thiết với chủ tịch tập đoàn Hiên Viên. Có quan hệ với chủ tịch đứng phía sau cái ông Trúc Minh này mở mồm ra là khiến người ta bực mình, mặc dù đã nhận sai, cũng chuẩn bị chịu sự trừng phạt rồi nhưng vẫn cứ muốn nói ra chút chuyện còn con đó của Trúc Linh Linh. Để cho mọi người biết bây giờ Trúc Linh Linh phất lên như thế này không phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà nhờ vào đàn ông. Trúc Tam Đao nghe thấy thế, khẽ nhíu mày. Linh Linh, có chuyện này sao? Mặt Trúc Linh Linh biến sắc, không có đâu ạ, bác cả, bác đừng có mà ăn nói linh tinh. Cô đã gặp mặt chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên đâu, sao có thể có quan hệ được chứ? Nhưng không một ai tin sự phủ nhận của cô. Dù sao thì quãng thời gian này y dược Văn Hòa thực sự phát triển rất nhanh, vừa rót tiền, rồi đầu tư, đấu thầu, hơn 10 tỷ trực tiếp đổ vào công ty, quy mô cũng mở rộng gấp mấy lần. Chỉ riêng cái quảng cáo sản phẩm đó thôi cũng có thể nhìn ra, một tác phẩm lớn, còn phát sóng trong khung giờ vàng, kinh phí của quảng cáo này đã hơn tổng số tiền vốn của tập đoàn Trúc Thị. Cho dù là Trúc Linh Linh có đầu óc kinh doanh, phương thuốc mà Tần Lâm đưa cho rất hiệu quả, nhưng cũng không thể phát triển nhanh như thế trong một khoảng thời gian ngắn được. Nhất định là có quý nhân phù trợ. Vương Vân nghe thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Không ngờ con gái mình lại quen với đại gia. Con gái, người nhà với nhau có gì không thể nói chứ? Mau kể đi, con với vị chủ tịch đó sao lại quen nhau? Phát triển đến mức nào rồi? Bàn đến chuyện kết hôn chưa? Trúc Linh Linh cau mày. Mẹ nói linh tinh gì vậy, hoàn toàn không có chuyện này. Trúc Tam cô hừ lạnh lùng một tiếng, sao lại không có chuyện này chứ? Sáng hôm qua tập đoàn Hiên Viên vừa mới mở cuộc họp hội đồng quản trị, trước mặt mọi người Mạnh Văn Cương nói giúp đỡ y dược Văn Hòa là ý của chủ tịch đứng phía sau tập đoàn Hiên Viên, nếu hai người không có quan hệ, sao cậu ta lại giúp đỡ như thế chứ? Trúc Linh Linh à, cháu không thể phát đạt rồi là quên công ơn dưỡng dục của nhà họ Trúc đấy. Vốn dĩ vụ tai tiếng tình dục giữa Trúc Linh Linh và Mạnh Văn Cương đều là tin bịa đặt. Dù sao Mạnh Văn Cương cũng chừng ấy tuổi rồi, có nhà có cửa, nếu tiếp tục có tin đồn thì sẽ bị coi là tình nhân. Nhưng bây giờ thân phận chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên không rõ ràng, nên không thể nói là quan hệ trai gái bất chính được. Nhà họ Trúc bọn họ lần này nói không chừng là có ô dù lớn chống lưng rồi. Sắc mặt Trúc Tam Đao lạnh lùng, ông cụ hỏi, vị chủ tịch đứng sau tập đoàn Hiên Viên bao nhiêu tuổi? Có thân phận gì, ông cụ lo lắng, nếu như lớn tuổi quá thì không môn đăng hộ đối, việc này mà truyền ra ngoài thì rất khó nghe. Trúc Tam cô nói, con nghe nói là một người trẻ tuổi, nhưng cụ thể là bao nhiêu tuổi, có thân phận gì thì con không rõ, chủ tịch đứng phía sau này rất thần bí, một doanh nghiệp lớn như tập đoàn Hiên Viên mà cậu ta cũng chỉ mới xuất hiện một lần. Lúc này sắc mặt của Trúc Tam Đao mới dễ chịu hơn chút. Chắc là thiếu gia của đại gia tộc nào đó. Một doanh nghiệp trị giá hơn chục tỷ như tập đoàn Hiên Viên cũng không quản, chứng minh nhà cậu ta còn sản nghiệp khác, nhà giàu sang quyền thế như thế, có phải chúng ta với cao rồi không? Vương Vân vội nói, với cao cái gì chứ? Con gái tôi xinh đẹp như kia, chỉ dựa vào cái mặt này thôi mà không đáng chục tỷ sao? Linh Linh, con phải cố gắng, đừng tập trung quá nhiều vào công việc, gả vào nhà giàu có làm bà chủ mới là chuyện quan trọng nhất. Đừng có suốt ngày ở cùng với kẻ không đàng hoàng để rồi lãng phí tình cảm. Cuối cùng thì hai bọn con cũng không có kết quả đâu. Lúc nói Vương Vân liếc nhìn Tần Lâm, rõ ràng là đang nói bóng nói gió anh. Vốn dĩ Vương Vân đã không ưa Tần Lâm, bây giờ biết được có thiếu gia nhà giàu quyền thế để ý đến con gái mình, bà ta càng phải loại trừ anh. Đúng thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không xem bản thân mình có thân phận gì, nếu như là đại thiếu gia của nhà họ Tần trước đây thì bà ta chắc chắn sẽ vui vẻ cho Trúc Linh Linh qua lại với anh. Nhưng bây giờ anh chỉ là một con chuột qua đường, cho dù biết chút ít y thuật, cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi. Chẳng phải cả đời chỉ đi làm thuê cho người khác sao? Có thể so bì với người nhà giàu quyền thế ư? Mọi người nói khiến Trúc Linh Linh thấy rất khó chịu. Các người đừng nói nữa, con không có quan hệ gì với vị chủ tịch đứng phía sau cả, con cũng không muốn dây dưa đến anh ta. Vương Vân trợn tròn mắt, cái con bé này, thực sự không biết nói gì nữa, có phúc mà không biết hưởng. Trước mặt nhiều người thế này Vương Vân cũng không tiện nói quá sâu, nói nhiều lại giống như dạy con gái đi dụ dỗ người khác vậy.
Có điều nếu đã có đầu mối này rồi, vậy thì nhất định phải phát triển thật tốt mới được. Vương Vân lấy điện thoại ra, bắt đầu sử dụng mối quan hệ của mình để nghe ngóng xem vị chủ tịch đằng sau tập đoàn Hiên Viên rốt cuộc là ai. Cho dù không nghe ngóng được thân phận thì có được phương thức liên lạc cũng được, Trúc Linh Linh ngại không nói, cùng lắm thì để Vương Vân đích thân ra tay làm mối. Chúng ta trèo cao thì nhất định phải thể hiện tốt thái độ. Thấy cả nhà họ đang bàn bạc với nhau, Tần Lâm thực sự không biết nói gì. Đám người này không biết, vị chủ tịch đứng phía sau mà họ muốn kết thông ra, muốn nịnh bợ lại đang ngồi trước mặt họ. Sau khi ăn cơm xong, Trúc Minh đến quỳ ở từ đường. Trúc Tam Đào cũng mềm lòng, không nhẫn tâm nhìn con trai mình phải ngồi tù. Trúc Linh Linh gánh vác khoản nợ 500 triệu của tập đoàn Trúc Thị. Đương nhiên không phải là cô trả hết số tiền nợ đấy. Chỉ là số cổ phần công ty vốn dĩ phải thế chấp cho ngân hàng cùng với rất nhiều đơn hàng chuyển hết cho Trúc Linh Linh mà thôi. Những khách hàng trước đây đều đặt đường hữu, vì thế bọn họ mới trả hàng, bây giờ đường hữu đổi thành đường thần số 2, những đối tác đó đương nhiên vẫn muốn hợp tác lại, cho nên vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Không những Trúc Linh Linh không phải đền tiền mà còn có thêm đơn đặt hàng hơn 500 triệu. Sau khi Trúc Minh biết được tin này, mặc dù rất đố kỵ nhưng cũng đành chịu, không có đường thần số 2, ông ta không thể làm được gì. Sau này chỉ có thể cậy thân cậy thế, đi làm thuê cho Trúc Linh Linh. Trở về nhà mặc dù Vương Vân không nhắc đến chuyện đó, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Trúc Linh Linh không để bụng, nhưng bà ấy cũng phải lưu tâm, không nói đến những việc khác, ít nhất thì tặng cho vị chủ tịch đó chút quà cũng được. Vương Vân nghĩ một lúc rồi gọi Trúc Linh Linh vào trong phòng. Linh Linh, có phải thằng Tần Lâm quen biết một vài bác sĩ không? Trúc Linh Linh sững sờ, chắc vậy, mẹ hỏi cái này làm gì? Con bảo nó đi nghe ngóng giúp mẹ, có thể mua một ít nhân sâm đắt tiền được không? Để mẹ làm quà tặng. Trúc Linh Linh thấy hơi tò mò, mẹ tặng quà cho ai vậy? Vương Vân nói mập mờ, cái này con không cần biết, con bảo nó liên hệ giúp mẹ là được. Vương Vân nghĩ, chưa gặp chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên đó, cũng không biết nên tặng gì mới được, bà ấy lại là mẹ của Trúc Linh Linh, nên tặng thứ gì quý giá một chút. Tặng nhân sâm đắt tiền là tốt nhất, Trúc Linh Linh tìm Tần Lâm, nghe ngóng một chút, Tần Lâm cũng không nghĩ nhiều. Anh nghĩ chắc là Trúc Linh Linh có qua lại gì đó trong kinh doanh, cần tặng quà. Để anh tìm người mua giúp em một củ. Tần Lâm quen không ít bác sĩ, nhưng anh cũng chẳng cần phải tìm người khác, trong y quán đã có bậc đàn anh trong giới y học rồi. Tần Lâm gọi điện cho Khổng Phàm Lâm, tôi muốn mua một củ nhân sâm để tặng, ông hỏi thăm giúp tôi. Khổng Phàm Lâm vừa nghe xong liền nói, vừa hay trong tay tôi có một củ nhân sâm rừng, năm đó mua được với giá 6 triệu, đang chuẩn bị đem cất đi. Tôi đưa cho cậu để cậu đem đi tặng. Ok, dù sao cũng có sẵn, Tần Lâm liền lấy dùng luôn. Nói thực lòng, cái loại như nhân sâm rừng cũng chỉ có danh mà thôi, tác dụng của nhân sâm rừng mấy chục năm đã đạt đến tột đỉnh rồi, mấy loại nhân sâm rừng mấy trăm năm cùng lắm cũng chỉ có giá trị siêu tầm, nếu dùng trong y học lâm sàng thì đúng là lãng phí. Khổng Phàm Lâm liền đưa nhân sâm rừng qua, cũng không cần tiền. Ha ha, Tần Đại Sư nếu có thời gian thì chỉ dạy cho tôi một chút. Tôi không cần tiền, cũng không thiếu tiền. Lời Khổng Phàm Lâm nói là thật, ông ta vốn là đại sư đông y, rất có tiếng ở tỉnh Lỵ, bao năm qua có vô số người nhờ ông ta chữa bệnh, họ đều là người có quyền có địa vị, vậy nên đương nhiên cũng không thiếu tiền. Tần Lâm tùy ý chỉ dạy ông ta một chút là tốt nhất. Sau khi nhận lấy nhân sâm rừng, Tần Lâm liền đưa cho Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh khẽ khàng đưa cho Vương Vân rồi nói, mẹ, nhân sâm này rất quý, mẹ muốn tặng món quà này cho ai? Vương Vân cũng không nghĩ nhiều, nhân sâm có quý đến đâu cũng là của con gái mua, Tần Lâm nhất định không có nổi chỗ tiền này. Con đừng hỏi nhiều làm gì, đều là chuyện kinh doanh. Bây giờ Trúc Linh Linh rất chống đối, vậy nên Vương Vân cũng không dám nói, đợi quà đến tay chủ tịch phía sau thì hãng nói. Vương Vân cầm nhân sâm lên, cảm thấy rất hài lòng, nhân sâm này vừa nhìn là biết đây là loại cao cấp, đem đi tặng nhất định rất có mặt mũi. Vương Vân cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi điện. Sau nhiều lần nghe ngóng, cuối cũng hỏi thăm được phương thức liên lạc của Vương Nhị. Vương Vân kết bạn Zalo với Vương Nhị, khách khí mà hỏi. Có phải là Phó Chủ tịch Vương không ạ? Xin chào, tôi là Vương Vân, có chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Giọng điệu của Vương Vân thế này nghe vô cùng khách khí. Mặc dù bây giờ Vương Nhị là Phó Chủ tịch nhưng cô ấy không hề tự cao, rất hiền hòa. Có chuyện gì mời bà nói? Là như thế này. Tôi có một phần quà muốn gửi cho chủ tịch của công ty, nhưng không liên hệ được,
cô có thể giúp tôi liên hệ được không? Thứ Vương Vân muốn nhất là số điện thoại, như vậy bà ấy có thể trực tiếp liên lạc với chủ tịch, nếu như chủ tịch thực sự có hứng thú với Trúc Linh Linh, thì bà ấy chắc sắp lên chức mẹ vợ rồi. Vương Nhị nhíu mày, xin lỗi, tôi không thể tùy tiện đưa phương thức liên lạc của chủ tịch chúng tôi, nếu như có đồ gì, tôi có thể giúp bà đưa cho chủ tịch. Chủ tịch Tần là người quyền thế như nào chứ? Đương nhiên không thể tùy tiện đưa phương thức liên lạc cho mấy người tạp nham rồi. Vương Vân thở dài một hơi, biết trước sẽ có kết quả như vậy nên cũng có chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Được rồi, Phó Chủ tịch Vương, vậy tôi gửi món quà này cho cô giúp tôi chuyển cho chủ tịch, cô xem lúc nào có thời gian để tôi có thể đưa qua. Vương Nhị nói, tôi không nói rõ được lúc nào mình có thời gian, bà đưa đồ cho trợ lý của tôi, rồi để lại phương thức liên lạc của bà. Được, cảm ơn cô. Rõ ràng chỉ cách một chiếc điện thoại, nhưng Vương Vân cảm thấy vô cùng lo lắng, nói chuyện với Phó Chủ tịch đã căng thẳng đến vậy, nếu thực sự nói chuyện với Chủ tịch đứng đằng sau, e rằng sẽ căng thẳng đến chết mất. Vương Vân cầm nhân sâm, vội vàng chạy ra khỏi cổng nhà, chạy về phía tập đoàn Hiên Viên, hy vọng sớm có thể kết nên mối nhân duyên này. Nếu như Chủ tịch thực sự có hảo cảm với Trúc Linh Linh, nhận được món quà bà ấy gửi chắc sẽ hiểu ý nhỉ. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, có chút không đồng ý. Mẹ, mấy người bạn kia của con đều rất có điều kiện. Lâm Nguyệt Giao không nói thẳng ra, nhưng ý trong lời nói lại rất rõ ràng. Mấy người bạn học nữ của cô ấy đều rất xinh đẹp, gia cảnh không tồi, sao có thể nhìn chúng loại quê mùa như Tần Lâm được. Đường Mẫn trừng mắt, nói vớ vẩn gì vậy, điều kiện của Tiểu Lâm làm sao, bây giờ có mấy người có thể tự mở y quán. Con để ý một chút mà giới thiệu cho Tiểu Lâm. Dì hai, cháu nghĩ không cần thiết đậu à. Sao lại không cần? Chuyện này để dì lo, cháu nhất định phải đi, cứ coi như là đi xem mắt ấy. Dì hai dùng giọng điệu ra lệnh khiến Tần Lâm không biết làm thế nào. Buổi tối, anh lại ở lại nhà của dì hai. Lâm Nguyệt Giao mím môi, vẻ mặt không bằng lòng, ngày mai vốn muốn đi tụ tập, lại phải đem theo anh đi, đây chẳng phải phiền toái sao. Nói cho anh biết, anh đừng nói linh tinh ở buổi họp lớp ngày mai ấy, anh phải biểu hiện cho tốt vào, tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô gái còn độc thân. Có điều người ta có nhìn chúng anh không thì tôi không dám chắc. Tần Lâm nghe xong, vừa định nói không cần, Lâm Nguyệt Giao đã không nhịn được mà đi về, anh chỉ có thể thuận theo. Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi Lâm Nguyệt Giao tỉnh dậy liền nói với Tần Lâm. Bạn học nữ của tôi sẽ đến đón tôi, anh đi cùng chúng tôi không tiện lắm, tí nữa anh tự gọi taxi đi. Nói xong địa điểm, Lâm Nguyệt Giao liền đi. Đường Mẫn nhíu mày, con nhóc này. Bạn học nữ đến đón con chẳng phải vừa vặn có thể giới thiệu cho Tiểu Lâm sao? Đường Mẫn liếc mắt, rút ra từ trong túi một tấm thẻ đưa cho Tần Lâm. Tiểu Lâm à, lần trước dì hai đưa cháu thẻ, cháu chưa cầm, lần này ra ngoài ăn cơm, phải tỏ vẻ một chút, hào phóng với cô gái mà mình hẹn một chút. Tần Lâm từ chối hai lần rồi nhưng đều không thành công, chỉ có thể cầm lấy thẻ của dì hai. Đúng lúc chuẩn bị ra cửa, đột nhiên có người gọi điện đến, số điện thoại hơi lạ. Cũng không nghe ra đây là giọng ai. Xin hỏi ai đấy? Cậu Tần, tôi là Tiểu Khang, chủ quản Khang của tập đoàn Mạnh Thị, lúc trước chúng ta từng gặp mặt ở nhà hàng Hòa Thuận, cậu còn nhớ không ạ? Tần Lâm nhớ ra, lúc trước đã từng nhờ ông ta giúp đỡ ở nhà hàng Hòa Thuận. Tôi nhớ rồi, có chuyện gì vậy? Lần trước Tần Lâm khám bệnh cho ông ta xong, đi về chưa bao lâu, vợ của chủ quản Khang đã có thai, hôm nay đến bệnh viện siêu âm, phát hiện là thai đôi. Chủ quản Khang vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi điện cho Tần Lâm để cảm ơn. Cậu Tần, chuyện lần trước cảm ơn cậu, vợ tôi có thai rồi, còn là sinh đôi. Tần Lâm cười, vậy thì chúc mừng ông. May mà cậu Tần có bàn tay thần diệu, tôi chuẩn bị một món quà tặng cậu, đây là một chút lòng thành của tôi, chẳng đáng gì cả, không biết cậu ở đâu để tôi mang qua tặng. Lần trước Tần Lâm khám bệnh cho ông ta nhưng chưa thu tiền khám, vậy nên chủ quản Khang vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Lần này nói gì thì nói vẫn phải tặng quà cho Tần Lâm. Chân thành khó chối từ, Tần Lâm đưa địa chỉ nhà của dì hai. Chẳng mấy chốc, chủ quản Khang đã đến dưới nhà. Tần Lâm nhìn xuống dưới nhà, nhìn thấy một chiếc xe thể thao vô cùng xa xỉ đang đậu ở cổng, màu đen hấp dẫn ánh nhìn của người khác, vô cùng hoa lệ, hơn nữa hình như anh chưa bao giờ nhìn thấy con xe này, ngay cả Tần Lâm cũng thấy nó rất đẹp. Cậu Tần! Đây là mẫu xe ý tưởng thường niên của Aston Martin mà tôi đặt mua từ nước ngoài về, mất mấy tháng trời mới có thể mang về nước, tôi đã làm xong thủ tục đăng ký xe cho cậu rồi, cậu có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vậy thì cảm ơn ông. Ha ha, cậu khách khí quá rồi, vậy tôi làm phiền cậu rồi, tôi đi trước nhé.
Mọi người đều biết mẫu xe ý tưởng đều vô cùng đẹp, bởi vì không sản xuất số lượng hàng loạt, nhà thiết kế cũng dùng hết công sức. Aston Martin vốn là hãng xe thể thao siêu sang trọng, mẫu xe ý tưởng lại càng lộng lẫy, chiếc xe này mà xuất hiện trên đường phố nhất định sẽ vô cùng nổi bật. Tần Lâm vốn không quá thích xe, có điều chiếc xe này thực sự không tệ. Dù sao cũng có xe rồi, Tần Lâm cũng chẳng cần gọi taxi, liền lái chiếc xe thể thao sang trọng này đến địa điểm tụ họp. Đây là lần thứ hai Tần Lâm tới khách sạn Hoa Tử Kinh, đây cũng là sản nghiệp của Mạnh Văn Cương, lần trước anh ăn cơm ở đây cùng Mạnh Văn Cương và Tôn Kiến Dân. Tần Lâm lái xe ra cổng, người gác cửa đứng ngoài cổng nhìn thấy chiếc xe này thì trợn tròn mắt. Người gác cửa thường phụ trách đỗ xe ở khách sạn, quy mô của khách sạn lớn Hoa Tử Kinh rất lớn, đã được nhìn qua rất nhiều loại xe xịn, nhưng chiếc mà Tần Lâm lái lần này thực sự khiến người ta sợ. Chiếc xe này chắc phải mấy chục triệu, chiếc xe không tầm thường. Người lái xe nhất định cũng không tầm thường, người gác cửa vội vã chạy ra đón tiếp. Thưa cậu, để tôi giúp cậu đỗ xe. Tần Lâm gật đầu, xuống xe, đưa chìa khóa cho anh ta, sau đó liền đi vào khách sạn. Người gác cửa ngồi chiếc xe ý tưởng này thì vô cùng xúc động, nhìn cách ăn mặc của người này trông có vẻ rất bình thường, chẳng giống gì người có tiền, khiêm tốn thật đấy. Cách ăn mặc của Tần Lâm phối thêm chiếc xe này thì đúng là khiêm tốn thật. Nếu như không có xe, biết đâu lại bị người khác coi là bủn xỉn. Vừa vào phòng ăn, đi đến cửa phòng, Lâm Nguyệt Giao nhìn thấy Tần Lâm đến liền đứng dậy. Mặc dù trong lòng rất coi thường anh ta, nhưng dù sao cũng là họ hàng nhà mình, mẹ mình đã giao phó cho mình việc phải giới thiệu đối tượng cho anh ta, thì vẫn nên cho anh ta chút mặt mũi. Đây là Tần Lâm anh họ của tớ, còn mấy người này đều là bạn học của tôi muốn đặc biệt giới thiệu cho anh người này. Nói xong, Lâm Nguyệt Giao chỉ vào cô gái có thân hình duyên dáng, gương mặt xinh đẹp đang ngồi cạnh cô ấy. Đây là Tống Song Nhi, bạn học đại học của tôi, nhà cô ấy kinh doanh ô tô. Tống Song Nhi vốn rất mong chờ, lúc nãy nói chuyện với bạn bè một hồi là để đợi Tần Lâm này xuất hiện. Vốn nghe Lâm Nguyệt Giao nói muốn giới thiệu anh họ cho cô ấy, cô ta cũng rất kỳ vọng, dù sao bố Lâm Nguyệt Giao cũng là quan chức cấp cao, anh họ cô ấy chắc cũng phải là thiếu gia nhà giàu nhỉ. Kết quả vừa gặp mặt, thực sự quá thất vọng, Tần Lâm này trông cũng được ấy. Nhưng ăn mặc giản dị thế. Không mặc cốt hay là Hermes, thì ít nhất cũng phải mặc đồ của Adidas chứ. Kết quả là quần áo Tần Lâm mặc đều chỉ là hàng chợ, chắc chỉ là loại hàng giảm giá ở trung tâm thương mại, 20-30 tệ một chiếc, chỉ vừa nhìn Tống Song Nhi đã vô cùng thất vọng về anh. Gia đình nhà Tống Song Nhi kinh doanh ô tô, cũng coi là đã nhìn qua nhiều mặt của xã hội, mấy loại dân thường, gia đình phổ thông cô ta đều không thèm nhìn đến, chứ càng đừng nói đến loại nghèo rách như Tần Lâm. Sắc mặt Tống Song Nhi có chút không hài lòng, giọng điệu có ý trách móc. Nguyệt Giao à, cậu coi tớ là ai, giới thiệu cho bạn của mình ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối một chút chứ, cậu giới thiệu loại này cho tớ là có ý gì? Lâm Nguyệt Giao có hơi ngượng ngùng, ha ha, Song Nhi à, chuyện này cũng không thể trách tớ được, mẹ tớ cứ bắt tớ phải giới thiệu cho cậu, không sao, làm quen một chút, cũng không phải là xem mắt, tớ về nhà rồi bảo là hai người không vừa ý nhau là được. Tống Song Nhi hừ lạnh một tiếng, không phải là không vừa ý nhau mà là tớ không vừa ý anh ta. Sắc mặt Tống Song Nhi mang theo vẻ khinh thường, liếc Tần Lâm một cái. Một cô gái vốn trời sinh xinh đẹp như cô ta nên đương nhiên ai gặp cũng yêu quý, còn cái tên bủn xỉn thế này sao xứng với cô ta. Vậy nên có những lời nhất định phải nói rõ, là Tống Song Nhi không thích anh chứ không phải anh không thích Tống Song Nhi. Tần Lâm ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Tống Song Nhi là một anh thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, trông vô cùng đỏm dáng, anh ta cười ha ha mà nói. Đúng vậy, Song Nhi là một trong những hoa khôi lớp ta, cũng không phải là người mà mấy người bình thường có thể nhìn chúng. Lâm Nguyệt Giao, cậu nghĩ gì vậy? Rõ ràng biết tớ đang theo đuổi Song Nhi, cậu còn giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Người nói câu này tên là Ninh Cường, gia cảnh không tồi. Advertisement nếu xét về gia cảnh thì có thể coi là môn đăng hộ đối với Tống Song Nhi, có điều Tống Song Nhi tự cho là mình xinh đẹp, muốn gả vào nhà giàu, vậy nên vẫn luôn thờ ơ với Ninh Cường, chỉ coi anh ta là cái lốp dự phòng. Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của Tống Song Nhi, chẳng nhẽ lại không tìm được một thiếu gia nhà giàu lái siêu xe sao? Bởi vì nhà kinh doanh ô tô nên Tống Song Nhi thích dùng ô tô để xem xét độ giàu có của một người. Nếu như một người đàn ông lái BMW thì cũng chỉ có lượng tài sản trị giá mấy triệu mà thôi. Nếu như lái một chiếc Bentley Porsche thì trong nhà chắc cũng phải có mấy chục triệu. Advertisement cấp bậc thế nào, vừa nhìn là biết ngay.
Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao có hơi ngượng ngùng, mẹ tớ cứ bắt tớ phải giới thiệu giúp, không được thì thôi, cũng không mất gì, hơn nữa, ai biết được cậu lại theo đuổi Tống Song Nhi chứ, người theo đuổi Tống Song Nhi nhiều lắm, đến lượt cậu sao? Mọi người đều cười lớn, chuyện này coi như thôi vậy. Trên bàn cơm, Ninh Cường có chút không vừa mắt Tần Lâm. Tên này khiến anh ta rơi vào thế bí, con đường theo đuổi Tống Song Nhi của anh ta vốn không thuận lợi, giữa đường lại xuất hiện thêm kẻ ngoài ý muốn này. May mà tên này chỉ là một tên nhà quê, vừa khéo làm nền cho anh ta. Người anh em, chắc nhà anh xa lắm nhỉ, anh đi gì tới? Ngồi tàu điện ngầm hay chen chúc trên xe bus? Mấy bạn học cười nói, nhất định là ngồi tàu điện ngầm rồi, ngồi tàu điện ngầm rất tiện, lại còn rẻ, chúng tớ đều không giống Ninh thiếu gia, có xe riêng. Đúng vậy, Ninh thiếu gia chắc lái Passat nhỉ, tớ rất thích dòng xe ấy. Ninh thiếu gia NTH nụ cười bí hiểm, rút chìa khóa từ trong túi ra đặt lên bàn. Lạch cạch một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người, mắt Tống Song Nhi lập tức sáng lên. Bởi vì trên bàn được đặt chìa khóa của xe BMW. BMW, Ninh Cường cậu mua BMW à? Đậu má, thật không, Ninh thiếu gia phát tài rồi, đổi xe luôn rồi. Nhanh dữ vậy, tớ còn chưa được lái chiếc. Zeta, cậu đã đổi luôn BMW rồi. Đây chính là đại gia nhiều tiền nhất của lớp chúng ta, người đầu tiên đổi xe, lợi hại thật. Nhìn thấy chiếc chìa khóa BMW mà Ninh Cường đặt trước mặt, hai mắt Tống Song Nhi phát sáng như may mà tên này chỉ là một tên nhà quê, vừa khéo làm nền cho anh ta. Người anh em, chắc nhà anh xa lắm nhỉ, anh đi gì tới? Ngồi tàu điện ngầm hay chen chúc trên xe bus? Mấy bạn học cười nói, nhất định là ngồi tàu điện ngầm rồi, ngồi tàu điện ngầm rất tiện, lại còn rẻ, chúng tớ đều không giống Ninh thiếu gia, có xe riêng. Đúng vậy, Ninh thiếu gia chắc lái Passat nhỉ? Tớ rất thích dòng xe ấy. Ninh thiếu gia NTH nụ cười bí hiểm, rút chìa khóa từ trong túi ra đặt lên bàn. Lạch cạch một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người, mắt Tống Song Nhi lập tức sáng lên. Bởi vì trên bàn được đặt chìa khóa của xe BMW. BMW, Ninh Cường cậu mua BMW à? Đậu má, thật không, Ninh thiếu gia phát tài rồi, đổi xe luôn rồi. Nhanh dữ vậy, tớ còn chưa được lái chiếc. Zeta, cậu đã đổi luôn BMW rồi. Đây chính là đại gia nhiều tiền nhất của lớp chúng ta, người đầu tiên đổi xe, lợi hại thật. Nhìn thấy chiếc chìa khóa BMW mà Ninh Cường đặt trước mặt, hai mắt Tống Song Nhi phát sáng như đèn pha. Cô ta thường xuyên xem xe, vừa nhìn chiếc chìa khóa này liền biết đây là dòng xe BMW 5 series mới nhất. Cũng được coi là siêu xe, lái ra đường cũng nở mày nở mặt lắm, cũng rất có đẳng cấp. Vốn cho rằng Ninh thiếu gia chỉ là con của gia đình bình thường. Ai ngờ anh ta lại có thể đổi sang BMW, điều này thể hiện nhà anh ta dạo này phát triển khá tốt. Tống Song Nhi có chút vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn Ninh Cường, ánh mắt cũng dịu dàng hơn trước nhiều. Ninh Cường cưỡi nhạt, dạo này việc làm ăn của bố tớ khá ổn, nên cho tớ đổi xe. Xe vừa mới lấy hôm nay, biển cũng là biển tạm thời. Xe mới luôn, tí nữa có thể cho tớ ngồi một chút không? Đúng vậy Ninh thiếu gia, tí nữa ăn cơm xong. Đưa chúng tớ đi hóng gió một vòng, để chúng tớ kẻ ít may mắn. Ninh Cường lắc đầu, quay sang nhìn Tống Song Nhi rồi nói, thứ lỗi, chưa ai ngồi xe mới của tớ, tớ muốn dành vị trí ghế lái phụ cho Song Nhi. Oa, lãng mạn quá. Lời nói của Ninh Cường thực sự đã khiến Tống Song Nhi rung động, ánh mắt của cô ta có chút lung lay. Ninh Cường đối xử khá tốt với cô ta, vốn dĩ luôn cảm thấy về mặt vật chất anh ta hơi kém một chút, có điều bây giờ anh ta đã lái xe BMW. Điều này đã thỏa mãn yêu cầu của cô ta rồi. Tống Song Nhi động lòng, cúi đầu xuống, đôi má ửng đỏ. Ninh Cường nhìn thấy cảnh này, anh ta nghĩ rằng chắc kế hoạch của mình đã thành công. Đương nhiên xe BMW là thật, chẳng qua là hôm nay bố Ninh Cường mới mua, vừa hay đúng lúc đi họp lớp nên anh ta lái để khoe khoang. Được bạn bè nịnh bợ, Ninh Cường thấy rất sung sướng. Anh ta nhìn Tần Lâm rồi cười mỉa mai. Người anh em à! Tôi đã thải con xe Foxfast Passat rồi, anh có muốn mua lại không? Là anh họ của Nguyệt Giao nên tôi có thể lấy rẻ cho anh. Ninh Cường muốn Tần Lâm cảm nhận được khoảng cách giàu nghèo, anh ta lái xe mới, xe cũ rách nát thải cho Tần Lâm, anh ta sợ rằng anh còn phải cân nhắc xem có mua nổi hay không. Đây chính là khoảng cách giàu nghèo. Sự khác biệt giữa hai người lớn như thế, sao có thể cùng nhau tranh giành một cô gái chứ? Hừ, cái loại nghèo kiết xác này còn dám để ý đến Tống Song Nhi sao? Anh xứng chắc, Ninh Cường vừa dứt lời, Tống Song Nhi cười. Anh Ninh đừng đùa nữa,
Mặc dù con xe Volkswagen Passat của anh chẳng phải xe sang gì, nhưng cũng là con xe mà gia đình khá giả mới có thể mua được, một kẻ nghèo nàn như anh ta sao có thể mua được xe của anh chứ? Hai người họ nói như thế, những người bạn học khác cũng hùa theo. Đúng vậy, Volkswagen Passat cũ ít nhất cũng phải tầm 200.000 tệ, cho dù là thanh toán cũng phải trả trước 100.000 tệ. Một sinh viên tốt nghiệp bình thường một tháng chỉ kiếm được 2-3.000 tệ, cậu bảo anh ta lấy đâu ra 100.000 tệ chứ? Ninh Cường giả vờ ngộ ra. Ra thế, là do tớ suy nghĩ không thấu đáo, tớ cũng không ngờ rằng cuộc sống của tầng lớp dân thường lại bần cùng như vậy. Nói xong, Ninh Cường vẫn nhìn Tần Lâm với vẻ mặt day dứt, xin lỗi nha người anh em, tôi không biết anh không mua nổi, đừng để ý, được rồi, chúng ta cũng không nói nữa để tránh người ta khó xử, đổi đề khác đi. Cái dáng vẻ giả tạo của Ninh Cường rõ ràng là muốn so bì với Tần Lâm nên mới hạ thấp anh để đề cao bản thân mình, nhưng lại ra vẻ quan tâm. Lâm Nguyệt Giao cau mày, biết thế hôm nay không nên dẫn Tần Lâm đến, thực sự là tự chuốc lấy nhục nhã. Ninh Cường vui vẻ nói, hôm nay tớ mời, mọi người cứ ăn thỏa thích, còn anh Tần Lâm, chắc anh không thường xuyên đến nhà hàng cao cấp kiểu này, anh ăn nhiều vào nhé. Tống Song Nhi nhíu mày, ăn nhiều cái gì chứ, đồ ăn ở đây rất đắt tiền. Cái bụng đói của anh ta có thể tiêu hóa được sao? Tống Song Nhi thực sự không ưa tên Tần Lâm này, so với Ninh Thiếu Gia đúng là khác nhau một trời một vực, loại cóc ghẻ như anh mà cũng đòi ăn thịt thiên Nga, còn muốn theo đuổi cô. Nằm mơ đi, Ninh Cường cười cười, ăn chút thì có sao đâu, lẽ nào có thể ăn hết tiền của tớ sao? Câu nói của Ninh Cường khiến tất cả mọi người bật cười. Ninh Thiếu Gia đúng là biết đùa, nhà hàng có thể tiêu hết tiền của cậu e rằng vẫn chưa mở đâu nhỉ? Đúng vậy, một bữa cơm có thể khiến Ninh Thiếu Gia hết tiền sao? Được rồi, anh họ Nguyệt Giao, anh đừng ngại, ăn đi, nếu vẫn không đủ, ăn xong gói mang về một ít. Mấy người bạn học đều cười ha ha, dáng vẻ chẳng để ý đến ai, tùy tiện chế giễu. Trong lòng họ nghĩ, tên Tần Lâm này đúng là buồn cười thật đấy, hôm nay anh đến chẳng phải là để làm nền cho Ninh Cường sao? Cái dạng này mà cũng dám mơ tưởng đến Tống Song Nhi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Có điều dù sao cũng là anh họ của Lâm Nguyệt Giao, mọi người cũng không làm quá, nịnh bợ Ninh Thiếu Gia một chút rồi thôi. Tống Song Nhi ăn vài miếng rồi đột nhiên nói, anh cũng không cần phải quá tự ti, với điều kiện của anh mặc dù không thể tìm được người bạn gái như tôi, nhưng tìm một người con gái bình thường thì không thành vấn đề, đương nhiên rồi, trước hết anh phải có công việc ổn định đã. Nói xong, Tống Song Nhi hỏi, đúng rồi Nguyệt Giao, anh họ cậu tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao có chút ngượng ngùng, anh ấy không học đại học. Hả, không học đại học á, đám người Tống Song Nhi lộ biểu cảm khoa trương, như thể nghe thấy chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Không phải cậu bảo anh ta làm nghề y sao, không học đại học cũng làm được sao? Lâm Nguyệt Giao không nói Tần Lâm mở y quán, dù sao thì ngay cả bằng đại học cũng không có, nếu nói anh mở y quán, chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ sao? Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ cười trừ, ha ha, anh ấy theo tớ học. Chỉ có thể giải thích như thế, nói theo cô học, ít nhiều cũng sẽ có độ tin cậy, nếu nói anh học mấy ông lang băm ở bên ngoài, vậy chẳng phải sẽ càng nực cười sao? Ồ, thì ra là theo cậu học nghề, vậy cũng không tồi đấy, dù sao cậu cũng học đại học ngành y. Nói xong, mọi người không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Tần Lâm lạnh lùng nhìn đám người này diễn trò, đám bạn học của Lâm Nguyệt Giao hay thật đấy. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Lâm Nguyệt Giao thì tự cao tự đại, không ngờ bạn học của cô còn khoa trương hơn, ai nấy đều rất hống hách, không coi ai ra gì. Vốn dĩ Tần Lâm định nói với Lâm Nguyệt Giao một tiếng rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng đột nhiên anh nhận được cuộc gọi của Tô Văn Kỳ. Alo, bác sĩ, anh đang ở đâu đấy? Tần Lâm nói vị trí nhà hàng mà mình đang ăn. Tô Văn Kỳ mừng rỡ, ui gần, tôi đi ăn ké anh có được không? Vậy cô đến đi. Tần Lâm có chút khó hiểu, chẳng phải Tô Văn Kỳ sợ gặp người khác sao? Sau khi tắt điện thoại, đám người Tống Song Nhi tò mò nhìn Tần Lâm. Ai đến vậy? Tần Lâm nói, tôi có một người bạn cũng muốn đến, có điều các người yên tâm, tôi và cô ấy sẽ ở phòng riêng. Tần Lâm nói xong, Ninh Cường đứng phát dậy nói. Không cần đâu, chẳng qua là thêm một người thôi mà, cũng chỉ nhiều hơn một đôi đũa, tôi mời được, cùng nhau đến đi. Lâm Nguyệt Giao cau mày, chuyện gì vậy? Anh còn gọi người khác tới sao? Vốn dĩ dẫn anh theo đã đủ mất mặt rồi, tên này cũng hay thật đấy, còn dám gọi bạn đến để cùng nhau ăn chùa. Tống Song Nhi cười khẩy một tiếng, khẽ nói. Nhìn thấy đồ ăn ngon,
không quên bạn bè, còn gọi đến nữa, anh yên tâm, hôm nay Ninh thiếu gia mời, đảm bảo sẽ khiến các người ăn phê luôn, ăn không đủ thì gói mang về. Một bàn thức ăn được bê lên, Tần Lâm gọi bạn đến, mọi người đều cho rằng anh gọi bạn đến để cùng nhau ăn chùa. Suy nghĩ điển hình của người nghèo, tên anh họ của Lâm Nguyệt Giao hay thật đấy, thê thảm đến mức này đúng là lần đầu tiên thấy. Một mình ăn chùa chưa đủ, lại còn gọi người đến nữa. Ninh Cường cũng nói với vẻ mặt cợt nhả, đợi lát nữa bạn anh đến, tôi sẽ cho gọi cho hai người mỗi người một cái chân giò, ăn thoải mái, ha ha ha. Câu nói của Ninh Cường lập tức khiến đám đông cười ầm lên, Lâm Nguyệt Giao chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Không lâu sau Tô Văn Kỳ gọi điện báo cô đã đến cửa rồi, lúc Tần Lâm ra đón, anh thấy rất ngạc nhiên. Advertisement.co.sao cô lại thành ra thế này. Lúc này Tô Văn Kỳ đứng trước mặt Tần Lâm, tướng mạo so với trước đây khác nhau một trời một vực, trang điểm rất đậm, không thể nào nhận ra cô, nhưng dù sao Tần Lâm cũng từng gặp cô mấy lần vẫn có thể loáng thoáng nhận ra được đây là Tô Văn Kỳ. Hi hi, tôi vừa đi ra từ tổ phim tôi làm cameo cho tác phẩm của một đạo diễn nổi tiếng, chưa tẩy trang mà đến gặp anh luôn. Tần Lâm cười, chẳng trách cô này lại dám chạy đến nơi đông người, thì ra là trang điểm rồi. Advertisement tổ phim trang điểm rất chuyên nghiệp, người thường không thể nào nhận ra được đây là Tô Văn Kỳ, hơn nữa cho dù nhận ra thì với cái dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu này của cô, sẽ không ai cho rằng cô là thiên hậu. Tần Lâm dẫn Tô Văn Kỳ vào trong phòng riêng, vừa vào lập tức thu hút ánh mắt của đám đông, bầu không khí trở nên yên lặng. Tô Văn Kỳ vốn rất xinh đẹp, bây giờ trang điểm lại càng xinh đẹp hơn, mặc dù không nhận ra tướng mạo ban đầu của cô, nhưng không thể che giấu được sự xinh đẹp. Nhìn thấy người con gái xinh đẹp như thế này, ngay cả hai hoa khôi của lớp như Lâm Nguyệt Giao và Tổng Song Nhi cũng tự thấy hổ thẹn. Ninh Cường sững sờ, vị này là... Tô Văn Kỳ ngồi xuống, cười ha ha rồi nói, tôi là bạn của anh ấy, mọi người có thể gọi tôi là A Tô. Ninh Cường cũng sững sờ trước vẻ đẹp của người con gái này, thấy hơi ngượng ngùng. Ha ha, người anh em Tần đúng là giấu kỹ thật. Vốn dĩ tưởng Tần Lâm là tên nhà nghèo, còn độc thân, người bạn gọi đến chắc cũng giống anh thôi. Nhưng không ngờ rằng người đến lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tên này ăn gì mà may mắn thế. Sắc mặt của Tống Song Nhi rất khó coi, vốn dĩ cô ta là người xinh đẹp, nổi trội nhất đám đông, nhưng cô gái này vừa xuất hiện lập tức dìm cô ta xuống. Tống Song Nhi cau mày nói, Tần Lâm, có phải vì tôi từ chối anh nên anh cố ý thuê một cô gái xinh đẹp đến để chọc tức tôi đúng không? Dù sao thì hôm nay Lâm Nguyệt Giao cũng định giới thiệu cô với Tần Lâm. Nếu như anh ta thực sự có một người bạn gái xinh đẹp như thế này, vậy cần gì phải giới thiệu nữa chứ? Hơn nữa cô A Tô này xinh đẹp như vậy, khí chất phi phàm, dáng người cũng quyến rũ, sao có thể thích tên nhà nghèo này chứ? Tần Lâm cưỡi khẩy, cô đúng là ảo tưởng thật đấy. Tống Song Nhi trừng mắt, anh nói cái gì? Tần Lâm nói, sao nào, cô nói tôi nhiều như thế, tôi nói cô một câu mà đã không chịu được sao? Tống Song Nhi hừ lạnh lùng một tiếng, tôi nói cho anh biết. Từ chối anh là bởi vì anh không thể nào với tới tôi được, cho dù anh tìm người để chọc tức tôi thì tôi cũng sẽ không có hứng thú với anh đâu, anh sớm từ bỏ hy vọng đi. Tần Lâm cười chế giễu, người con gái này đúng là tự cho mình là đúng, cạn lời luôn, thực sự chưa thấy ai ảo tưởng như cô Tống Song Nhi này. Ninh Cường nhìn thấy thế cũng cảm thấy kỳ lạ, cô A Tô, hai người có quan hệ gì vậy, cô đến ăn chùa sao? Tô Văn Kỳ nói, đúng vậy, tôi đến để ăn chùa, có được không? Ờ, được chứ, tôi gọi hai cái chân giò cho hai người. Chân giò sao, tôi thích nhất chân giò, mình tôi ăn được hết hai cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.